tâm lý học ứng dụng, thuật độc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm. Chương 4, một lộ trình đơn giản. Trong các chương trước, chúng ta đã cùng thảo luận về những cách thức tư duy cụ thể khi tương tác xã hội để giúp quá trình giao lưu trở nên tích cực hơn. Các cách thức này có vẻ hơi gián tiếp và thiên về nhận thức, tâm lý cũng như cách định rõ vị trí của bản thân để đạt được kết quả tốt nhất. Những lý thuyết này dựa trên xu hướng làm việc của não bộ, đó là nuôi dưỡng những gắn kết tích cực, trong khi chưa chắc chắn đã có thứ gì như thế thực sự tồn tại. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một số phương pháp giao tiếp xã hội trực tiếp với khả năng gia tăng thiện cảm và giúp bạn hình thành những mối quan hệ tốt đẹp hơn với người khác. Một điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết mọi người đều tập trung vào bản thân của mình ở một mức độ khá cao. Điều này rất đáng lưu tâm vì nó giúp chúng ta dự tính cách đối nhân xử thế. Nếu bạn biết một người nhất định đang tìm kiếm điều gì và bạn lại có thể trao cho họ điều đó, thì nhìn chung mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy một danh mục những mối quan tâm và mong muốn của con người, dù là có ý thức hay chỉ trong tiềm thức, để có thể hành xử một cách tương ứng và đạt được những thành công xã hội. Nói cách khác, đây là một lộ trình để bạn đi theo. Ai cũng muốn nói về bản thân mình. Dale Carnegie, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Đắc Nhân Tâm, đã đưa ra nhiều lời khuyên về việc cải thiện bản thân, nâng cao kỹ năng bán hàng, kỹ năng nói chuyện và kỹ năng đối nhân xử thế trong suốt cuộc đời của ông. Nhiều lời khuyên của ông đã trở nên phổ biến đến mức trở thành lẽ thường. Mặc dù lý do chính khiến chúng trở nên phổ biến là nhờ cuốn sách của ông, một trong những lời khuyên hay nhất của ông chỉ đơn giản là khơi gợi để người khác mở lời, hoặc thậm chí là động viên họ khoe khoang về bản thân, bởi làm thế sẽ khiến họ thích trò chuyện với bạn. Ông đã nói trong 2 tháng bày tỏ sự hứng thú với người khác, anh có thể kết được nhiều bạn hơn là số bạn mà anh có được trong vòng 2 năm. Cố gắng trở nên thú vị trong mắt người khác. Đây là một trong những lời khuyên về giao tiếp được chia sẻ nhiều nhất. Nhưng có bằng chứng nào cho lời khuyên này hay không? Hóa ra là có rất nhiều. Một nghiên cứu vào năm 2012 được các nhà khoa học thần kinh Diana Tami và Jackson Mitchell tại Đại học Harvard thực hiện, bao gồm 5 thí nghiệm chụp hình não bộ, đã cho thấy một trong những hành động cơ bản và mạnh mẽ nhất của con người là nhu cầu chia sẻ thông tin cá nhân với người khác. Hình ảnh não bộ cho thấy rằng việc chia sẻ thông tin về bản thân sẽ kích hoạt những cảm giác trong não bộ giống như khi ta ăn uống và quan hệ tình dục, hai hành vi sinh học cơ bản và thiết yếu. Vì vậy, về mặt sinh học, có vẻ chúng ta nhất định phải chia sẻ và truyền đạt những suy nghĩ của mình. Tami và Mitchell mới đầu thiết kế những nghiên cứu này với mục đích quan sát và cố gắng định lượng giá trị của việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, một điều được con người đánh giá cao bất thường. Sau đó, họ tuyển dụng hàng chục tình nguyện viên, đa số là người Mỹ sống gần khuôn viên trường Harvard, và đặt ra những câu hỏi về bản thân họ cũng như những chủ đề không liên quan đến họ, để xác định xem những người tham gia coi trọng việc chia sẻ thông tin về bản thân tới mức nào. Các nhà nghiên cứu đưa ra một khoản tiền thưởng khiêm tốn cho bất kỳ ai trả lời những câu hỏi không liên quan tới mình. Một số câu hỏi bàn về các chủ đề thông thường như sở thích và gu cá nhân, trong khi những câu hỏi khác là về các đặc điểm tính cách, chẳng hạn như trí thông minh, tò mò hoặc hiếu chiến. Các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng nhiều người tham gia sẵn sàng bỏ qua khoản tiền thưởng. Họ thích cảm giác hài lòng khi được chia sẻ về bản thân hơn là có được một chút tiền. Thực tế là một người tham gia trung bình sẵn sàng bỏ từ 17 đến 25% khoản tiền họ có khả năng kiếm được để có thể chia sẻ thông tin về bản thân. Hơn nữa, Tami và Mitchell sử dụng một máy quét cộng hưởng từ chức năng để quan sát xem phần nào của não bị kích thích, nhất là khi đối tượng nói về bản thân của họ. Nhìn chung, họ đã tìm thấy mối tương quan giữa việc chia sẻ về bản thân và hoạt động gia tăng ở các vùng não thuộc hệ viền giữa. Đây là vùng não liên quan đến cảm giác được tưởng thưởng và thỏa mãn khi chúng ta được ăn, được kiếm tiền hay quan hệ tình dục. Điều này có nghĩa là trên góc độ thần kinh học, các đối tượng trong mỗi cuộc đối thoại hoặc những người tham gia vào các tình huống xã hội cảm thấy rất hài lòng khi được chia sẻ về bản thân họ. Trên thực tế, Dale Carnegie hoàn toàn đúng. Vậy làm cách nào để có thể áp dụng kiến thức này đạt được những thành công trong xã hội? Bước quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người là hãy bắt đầu đặt ra giới hạn cho bản thân của mình. Đúng, bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt khi được nói về chính mình, như nghiên cứu đã chỉ ra. Nhưng khi bạn làm được như vậy,
bạn đã tước đi không gian và thời gian của người khác để nói về bản thân họ. Bạn cần phải có ý thức tự hạ thấp nhu cầu và mong muốn của mình xuống. Sau cùng, mục tiêu của trí thông minh xã hội là khiến cho bản thân trở nên dễ mến hơn, chứ không phải là để tự mình vui trong những lần giao tiếp. Như ta có thể thấy trong chương trước, mọi thứ đều xoay quanh cảm tình có đi có lại. Nói về bản thân ở một mức độ nào đó là điều hoàn toàn tự nhiên, cả về mặt sinh học lẫn khi hòa vào cuộc đối thoại. Người ta ước tính rằng khoảng 40% những gì chúng ta nói sẽ liên quan đến việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Vì làm như vậy đem lại cảm giác rất là thỏa mãn. Bởi vậy, bạn phải cẩn thận, cân bằng giữa việc chia sẻ về bản thân với việc để người khác tự do phát biểu. Có hai cách để thực hiện. Trước tiên, hãy hiểu rõ các cách chia sẻ về bản thân mà bạn thường thực hiện. Điều này sẽ đảm bảo bạn vẫn có cảm giác hài lòng khi chia sẻ về bản thân mà không rơi vào trạng thái gó chịu là chỉ biết đến mình. Khi nói rất nhiều về bản thân, bạn thường bị coi là hợm hĩnh, thiếu khiêm tốn, cạnh tranh quá mức hay thậm chí là thiếu suy nghĩ. Mặc dù có thể tin rằng mình chỉ đang thể hiện sự tự hào hoặc thực chất chỉ đang lấy mình ra chia sẻ để dẫn dắt cuộc hội thoại, bạn vẫn phải lưu ý đến cách mà người khác nhìn nhận về điều đó. Khi nói về bản thân dưới một góc độ cực kỳ tích cực, bạn có thể bị cho là một kẻ khoe khoang. Nếu bạn làm điều ngược lại, miêu tả bản thân một cách tiêu cực, bạn có thể bị coi là thiếu tự tin hoặc chỉ đơn giản là một kẻ thất bại. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến. Bạn không nhận thức được câu chuyện đang được kể là của ai, đó là câu chuyện của bạn hay là của người khác. Bạn không để ý tới những điều có thể học hỏi mà chỉ quan tâm đến những điều bạn có thể nêu ý kiến và thêm nếm thông tin. Bạn không đặt ra câu hỏi, bạn không khuyến khích người khác chia sẻ về bản thân họ. Mỗi câu nói hay của bạn đều lấy cái tôi và của tôi làm trung tâm. Giải pháp thứ hai xuất phát từ thực tế là mọi người thường muốn được giải trí. Do đó, khi nói về bản thân, bạn sẽ thành công hơn về mặt xã hội nếu có thể kể những câu chuyện thú vị thay vì liên tục thốt lên tôi nghĩ và tôi cảm thấy mà không quan tâm người khác tiếp nhận ra sao. Nếu mọi người không nói gì có nghĩa là họ muốn nghe điều gì đó thú vị hơn. Hãy sử dụng mong muốn được chia sẻ về bản thân của mình như một cơ chế để đạt được thành công xã hội bằng cách chú ý để mọi người nói nhiều hơn. Hãy bày tỏ sự hiếu kỳ về người khác, đặt ra cho họ những câu hỏi để họ có cơ hội tự khoe về bản thân. Nhìn chung là để họ trở thành trung tâm của cuộc đối thoại. Hãy tập trung vào điểm mạnh của họ để tự họ khắc họa bản thân một cách tích cực. Bạn hãy cảm nhận sự khiêm tốn vừa vĩnh ở họ và tăng cường những lời khen ngợi vào khoảnh khắc đó. Hãy trở thành một người biết lắng nghe, thể hiện sự hiếu kỳ và quan tâm chân thành, đồng thời khuyến khích đối phương tiếp tục chia sẻ về bản thân của họ. Lần cuối cùng, bạn hỏi liền tù tì ai đó 5 câu hỏi mà không xen vào một câu chuyện của chính bạn là khi nào? 10 câu hỏi thì sao? Đây chính xác là kiểu tương tác mang lại cảm giác dễ chịu cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta thường không làm, bởi như thế không cưỡng lại được sự cám dỗ trong lòng của mình. Ta có thể dễ dàng thực hiện việc đặt câu hỏi mà không khiến cuộc hội thoại biến thành một cuộc phỏng vấn. Chỉ cần tiếp tục bàn về một chủ đề và liên tục tìm hiểu sâu hơn. Cuối cùng, tất cả những điều trên là kỹ năng cần thiết để trở thành một người biết chuyên chú lắng nghe một cách tích cực. Tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành một người biết lắng nghe tốt hơn, chỉ cần biết giữ tập trung và có ý chí. Mọi người thích cảm giác quen thuộc và những điểm tương đồng. Trong chương trước, chúng ta đã đề cập đến lý thuyết về động lực cùng nhóm và khác nhóm. Lý thuyết này đã được chứng minh bằng thực nghiệm, chỉ ra rằng mọi người có xu hướng hình thành nhóm với nhau dựa trên cảm giác thân thuộc và chia sẻ những điểm tương đồng. Quan điểm này củng cố một thực tế, đó là một trong những cách dễ nhất để kết nối với mọi người là tận dụng những điểm chung giữa ta với họ. Điều này có vẻ hiển nhiên ở ấn tượng ban đầu và khi ta mới xây dựng mối quan hệ, nhưng nó thực chất còn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình bồi đắp mối quan hệ về sau. Chúng ta tự nhiên thích giao lưu với những người tương tự mình là vì điều đó tạo cho ta có cảm giác thoải mái và thân thuộc. Vậy nên chúng ta biết mình có thể trông chờ điều gì ở họ. Chúng ta cảm thấy an toàn. Không có gì ngạc nhiên ghi vô số nghiên cứu trong nhiều năm đã chứng minh rằng chúng ta bị thu hút bởi những người có đặc điểm tính cách tương tự bản thân của ta.
Một nghiên cứu tiến hành năm 1985 của Lewis Wakefield và Boris cho thấy những người tham gia thử nghiệm bị thu hút bởi những người có trí thông minh tương tự như họ. Điều này rất có lý bởi một số người khó tiêu hóa đến các chủ đề phức tạp, có thể sẽ không hứng thú hoặc là không thích nói về chủ đề đó, trong khi những người có đam mê trí tuệ lại có nhiều khả năng muốn thảo luận ý tưởng của họ và những người cũng tò mò về quan điểm đến đề tài đó. Càng khác nhau, dù xét trên bất kỳ khía cạnh nào, ta càng khó tìm được nền tảng chung giúp cả hai bên đều hài lòng. Điều này không chỉ đúng với hai người đối lập về quan điểm và thái độ, mà còn chính xác với cả những người khác nhau về xu hướng tính cách. Nếu muốn có được thành công xã hội bền vững, bạn nên tập trung phần lớn thời gian để tương tác với những người có đặc điểm giống mình, bởi họ sẽ thích bạn và tôn trọng bạn ngay ở lúc ban đầu. Bây giờ chúng ta hãy xem xét biểu hiện của những đặc điểm tương đồng trong mối quan hệ lãng mạn. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Morales, Twillman và Silway vào năm 1989 đã chỉ ra rằng chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi những người có cùng tính cách với mình. Một người có tính cách loại A, tham vọng, thích cạnh tranh, có ý thức về thời gian, v.v. có khả năng sẽ thích hẹn hò với một người cũng có tính cách loại A. Những người có tính cách loại B, thoải mái, ít căng thẳng hay chiêm nghiệm, v.v. sẽ thích những người loại B hơn trong mối quan hệ lãng mạn. Và xu hướng này không chỉ đúng ở ấn tượng thu hút ban đầu, nó cũng đúng khi bạn quyết định tiến vào một mối quan hệ lâu dài. Một nghiên cứu của Gabby và Hebner vào năm 1990 và một nghiên cứu khác của Lazarus vào năm 2001 cho biết, trong một mối quan hệ lâu dài và các cuộc hôn nhân, những đặc điểm tính cách giống nhau là những yếu tố dự đoán chính xác về sự ổn định và hạnh phúc của một cặp vợ chồng. Chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đã nghe tới quan điểm trái dấu thì hút nhau. Ta đặc biệt hay gặp phải hiện tượng này trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, bằng chứng từ các nghiên cứu tâm lý học lại đưa ra kết luận hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm đó. Nếu bạn đang muốn xây dựng một mối quan hệ thành công hơn, thì con đường đúng đắn là đi tìm một đối tác có những đặc điểm tương tự như bạn. Đây là kết luận rất hợp lý. Một ai đó quá giàu tham vọng và coi trọng nghề nghiệp, nhiều khả năng sẽ phán xét một người có tính cách thoải mái và một kẻ lười biếng, trong khi một người có tính cách thoải mái sẽ muốn người bạn đời của họ bớt căng thẳng hơn và dành thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Không có ai là đúng hay sai ở đây cả, nhưng nếu hai bên càng phải thỏa hiệp nhiều để ở bên nhau thì mối quan hệ của họ càng có nguy cơ trở nên phức tạp. Nói chung, bạn càng khác biệt với bạn đời, các bạn càng phải nỗ lực và giao tiếp nhiều hơn để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nếu cả hai bạn đều luôn duy trì được sự cởi mở và kiên trì vượt qua những sự khác biệt đó, thì các bạn vẫn có thể xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời như ý, khi những điểm khác biệt của hai bạn bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một người yêu có tính cách trái ngược với mình để cân bằng lẫn nhau, thì có lẽ bạn sẽ cần phải cân nhắc lại điều đó. Nhưng còn những mối quan hệ không lãng mạn thì sao nhỉ? Liệu bạn bè có thể hòa thuận với nhau hay không nếu họ có những đặc điểm tính cách và giá trị trái ngược nhau? Vào năm 2004, một nhóm nhà tâm lý học đã tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của sự tương đồng trong các mối quan hệ không phải quan hệ yêu đương, bao gồm tình bạn và tình thân. Các đối tượng nghiên cứu cơ bản sẽ dành thời gian giao lưu với những người có đặc điểm tính cách giống với họ. Ví dụ, nếu bạn là một cá nhân sống có mục tiêu và làm việc chăm chỉ, nhiều khả năng bạn sẽ bị thu hút bởi những người bạn tương tự như vậy. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng xu hướng này không chỉ xoay quanh sự hòa hợp trong tính cách mà vượt ra cả giới hạn của nó. Don Bunner và các cộng sự của ông đã thực hiện hai nghiên cứu, một vào năm 1968 và một vào năm 1971, chứng minh rằng chúng ta thường bị thu hút bởi những người tương tự như mình, từ xu hướng tính cách cho tới những yếu tố như quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo cũng như thái độ hay có cùng người quen. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ tương đồng và mức độ dễ mến có liên quan trực tiếp với nhau theo mối quan hệ tỷ lệ thuận. Có nghĩa là thái độ và niềm tin của bạn càng giống với ai đó thì bạn càng thích họ. Do đó, khả năng chúng ta thích một người có chung 8 trên 10 ý kiến với mình sẽ nhiều gấp đôi khả năng chúng ta thích một người có chung 4 trên 10 ý kiến. Tất nhiên, hiện tượng này không chỉ áp dụng cho những niềm tin và thái độ tích cực. Nó vẫn chính xác khi bạn ghét một thứ giống như người khác.
cùng thù ghét một điều gì đó cũng có thể gắn kết mọi người lại với nhau, như câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Sự cuồng tín trong thể thao là một ví dụ hoàn hảo cho triết lý này. Chúng ta rất dễ nhận thấy những người hâm mộ của các đội khác nhau tập hợp lại để gây hấn những nhà vô địch lâu năm trong một bộ môn thể thao nhất định. Và mặc dù việc hình thành tình bạn do có chung kẻ thù trong thể thao là khá vô hại, nhưng thật không may, xu hướng đoàn kết lại với nhau vì cùng căm ghét gì đó có thể gây ra những điều tiêu cực nghiêm trọng hơn. Như những chuyện chúng ta thường thấy trong các cuộc xung đột chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, lý thuyết thu hút do tương đồng không chỉ dừng lại ở đây. Thực tế cho thấy việc có tên gần giống ai đó cũng làm tăng khả năng được yêu mến của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể thử đặt mình một biệt danh tương tự với những người xung quanh để được mọi người yêu mến hơn. Cuối cùng, tất cả những điều trên đều ngầm xác nhận rằng câu nói nồi nào úp vung nấy chính xác hơn nhiều khẳng định trái dấu thì hút nhau. Khi bàn về các mối quan hệ của con người, bạn sẽ thấy đây là một thực tế khi nhìn lại trải nghiệm xã hội đã qua và các mối quan hệ hiện tại của mình. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số người mà bạn thân nhất và chơi lâu nhất cũng là những người có nhiều điểm chung nhất với bạn. Trong khi những mối quan hệ không thành hoặc những người mà bạn mất liên lạc từ lâu lại là những cá nhân có ít quan điểm chung và do đó ít phù hợp với bạn hơn. Vậy bạn có thể vận dụng kiến thức này ra sao? Câu trả lời hiển nhiên là khi tương tác với mọi người, hãy nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa bạn với đối phương và hết sức tránh đề cập tới những điểm khác biệt. Một số mối quan hệ của bạn có thể rất sâu sắc và các bạn cùng có chung rất nhiều mối quan tâm, trong khi những mối quan hệ khác có thể chỉ dựa vào một hoặc hai đặc điểm sở thích tương đồng. Dù trong trường hợp nào, bạn cũng sẽ tối ưu hóa thành công xã hội khi tập trung vào những điểm tương tự giữa bạn và người khác. Hãy suy nghĩ về những điểm mà đối phương cũng giống như bạn. Những điểm tương đồng này xuất hiện trong mọi mối quan hệ. Bạn chỉ cần biết cách tìm kiếm hoặc tạo ra chúng. Giả sử bạn là một người Mỹ, vốn không quan tâm đến bộ môn bóng đá, nhưng bạn lại chuẩn bị chuyển đến châu Âu hoặc Nam Mỹ, nơi bóng đá được đông đảo mọi người quan tâm. Bạn có thể vẫn cảm thấy môn bóng đá thật là nhàm chán, nhưng hãy cứ tìm hiểu về nó và nuôi dưỡng dần sự quan tâm. Điều đó có thể giúp bạn dễ dàng mở đầu câu chuyện hơn, và phần lớn cư dân tại thành phố mà bạn chuyển tới, trong mọi tình huống, bạn sẽ thấy mình kết bạn thuận lợi hơn. Nếu có thể trò chuyện với mọi người về chủ đề mà họ yêu thích, mục tiêu ở đây là tìm được điểm chung, kể cả khi việc này đòi hỏi một chút nỗ lực. Một khi đã tìm kiếm được điểm tương đồng ban đầu, đơn giản là bạn sẽ có cơ hội được chấp nhận cao hơn và đôi khi đó tất cả là những gì ta hy vọng đạt được. Hãy lưu ý, bản chất tò mò, hiếu kỳ và quan tâm tới nhiều chủ đề sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người hơn và đồng thời các kiểu người bạn quen cũng sẽ đa dạng hơn. Nếu bạn dành toàn bộ thời gian rảnh để xem TV, bạn sẽ không có nhiều cơ hội để kết nối với người khác, trong khi một người có nhiều sở thích chủ động sẽ giàu kỹ năng giao lưu và nhiều cơ hội để kết bạn hơn, bạn tự nhiên sẽ trở thành người thú vị hơn và có nhiều mối quan tâm hơn. Tìm được điểm tương đồng càng củng cố xu hướng thích coi mình là trung tâm của con người. Hãy để mọi người được chia sẻ về bản thân của họ. Hãy để mọi người được khoe khoang về những khao khát trong tim họ. Hãy trở thành một người biết lắng nghe và giàu trí tò mò. Khi chúng ta biết lắng nghe, bạn có thể thấu hiểu hơn những tính cách hay sở thích mà bạn tương đồng với đối phương, giúp bạn xích lại gần nhau hơn so với họ, đồng thời xác định những điều có nguy cơ tạo ra khoảng cách giữa bạn và họ. Hãy tập trung vào những mặt tích cực mà bạn có chung với người khác khi bạn để họ thổ lộ suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Và kết quả là bạn sẽ xây dựng được rất là nhiều mối quan hệ bền vững. Ai cũng mong muốn có đồng minh. Bạn tìm kiếm điều gì ở bạn bè? Họ có phải là những người đồng hành cùng bạn hay không? Có phải người sẽ chia sẻ những sở thích của bạn và cùng tận hưởng những hoạt động giống bạn hay không? Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn bè của bạn có tất cả những điểm trên. Nhưng một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà tâm lý học đã đi tới kết luận rằng chúng ta lựa chọn bạn bè dựa trên quan niệm vô thức rằng họ sẽ hỗ trợ chúng ta lúc ta cần giúp đỡ. Điều này xoay quanh việc biến những khoảng thời gian khó khăn trở nên tốt đẹp hơn và biến những khoảng thời gian tốt đẹp trở nên tuyệt vời hơn thế nữa. Nghiên cứu này được thực hiện bởi hai nhà tâm lý học nhận thức Peter và Robert.
đã tìm hiểu nguồn gốc hình thành nên tình bạn của con người. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra một số câu hỏi cho những người tham gia để họ xếp hạng những người bạn thân nhất theo một vài cách khác nhau, ví dụ như dựa trên lợi ích của họ nhận được từ tình bạn, số lượng bí mật hai người cùng chia sẻ và tình bạn này đã kéo dài bao lâu. Kết quả nhận được thể hiện rằng mọi người sẽ nhìn nhận tình bạn sâu sắc hơn nếu họ nghĩ rằng người bạn đó có thể hỗ trợ mình trong những tình huống tiềm ẩn mâu thuẫn. Những mâu thuẫn tiềm ẩn này có thể bao gồm những tranh luận thông thường cho tới những cuộc ẩu đả bạo lực, hoặc có thể là những vấn đề kín đáo hơn, chẳng hạn như là ủng hộ con đường tương lai của bạn. Vì vậy, bạn có nhiều khả năng sẽ coi một người bạn là tốt nếu họ có thể làm điều gì đó cho bạn và mang đến cho bạn một giá trị nào đó trên phương diện giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ bạn hoặc mở ra những cánh cửa sự nghiệp cho bạn. Điều này cũng đúng trong trường hợp ngược lại. Nếu không nghĩ rằng ai đó có thể làm nhiều điều cho bạn hay khó lòng hỗ trợ bạn, bạn hãy xếp hạng họ khá thấp. Cho dù hai bạn có hợp nhau tới đâu thì lúc bên nhau các bạn vẫn vui vẻ như thế đó. Đó là bởi bạn không coi họ như một đồng minh khi cần sự giúp đỡ, khi gặp khó khăn hoặc ở trong những tình huống nguy hiểm. Cuối cùng thì vẫn là câu chuyện có đi có lại giữa hai người. Chúng ta cùng xem lại một bối cảnh quen thuộc, đó là từ quan điểm tiến hóa. Không khó để hiểu tại sao chúng ta lại có thành kiến như trên. Hàng nghìn năm trước, cuộc sống rất bất ổn so với bây giờ, và điều này được phản ánh qua cách các mối quan hệ được hình thành, cũng như cách mọi người chấm điểm giá trị của nhau. Để tồn tại trong thời đại đó, con người phải nhận được đúng thông tin và đúng thời điểm. Tất cả những điều này đều đến từ việc hợp tác, nghĩa là tất cả chúng ta đều cần phải giao lưu và làm việc cùng nhau, theo cách này hay cách khác để vượt qua mọi khó khăn. Nếu bạn biết ai đó có thể bảo vệ được bạn, cho bạn biết địa điểm tốt nhất để gieo trồng hoặc săn một con thú lớn, thì đối với bạn họ sẽ quan trọng hơn so với một người chuyên dựa dẫm vào bạn nhưng không cho bạn điều gì. Ở thời cổ đại, nếu một số người không có xu hướng kết đồng minh với nhau, thì khả năng cao là họ sẽ không truyền lại được bộ gen di truyền của mình cho đời sau. Tại sao ư? Bởi họ sẽ có ít khả năng sống sót hơn. Cho dù đó là lúc họ phải đối mặt với mùa đông hay khi đối đầu với những loài động vật săn mồi, có thể lập luận rằng chúng ta có xu hướng đánh giá cao một người dựa trên việc họ có thể mang lại lợi ích cho ta ra sao, dù là danh nghĩa đồng minh hay là bạn bè. Đây là lối tư duy đã gắn chặt vào ADN của chúng ta. Thật vô nghĩa nếu bạn trao cho ai đó tình bạn của mình mà không nhận được điều gì cả. Nhưng khi bàn về việc tạo dựng thiện cảm và tình bạn trong thời hiện đại, chứng kiến trên có thể áp dụng ra sao? Mặc dù chúng ta không còn là người thượng cổ nữa, nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên tâm lý rằng chúng ta cần có người khác ở bên cạnh để họ mang lại lợi ích cho chúng ta theo một cách nào đó. Xét cho cùng, mặc dù hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có thể rất khác, nhưng tất cả chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ của nhau để tiếp tục sống. Chìa khóa để đạt được thành công về mặt xã hội chính là hiểu được bản chất của tình bạn giữa người với người. Bạn có thể dễ dàng ứng dụng thông tin này bằng cách chứng minh cho những người xung quanh thấy rằng bạn rất hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho mối quan hệ. Thể hiện rõ điều này với người khác giúp họ yên tâm rằng bạn là người trợ giúp đáng tin cậy và cần thiết. Làm như vậy sẽ khiến mọi người đến gần bạn hơn. Bình thường mọi người sẽ không hình thành nên ý thức và cảm nhận được giá trị của bạn. Để đảm bảo rằng họ có thể biết rõ, cần truyền đạt lại giá trị của bản thân, cho dù là bằng lời nói hay bằng hành động. Ví dụ, trong một buổi gặp mặt chuyên để mọi người mở rộng mạng lưới quan hệ, chẳng có gì sai khi nói về mọi người rằng bạn có quen biết với công ty lớn hoặc một tổ chức chính phủ mà họ có thể hưởng lợi từ đó. Bạn không cần phải khoe rõ ra. Thực ra, bạn không bao giờ nên làm như vậy. Bạn sẽ dễ bị coi là tự mãn hoặc kiêu ngạo. Đấy là tôi nói giảm, nói tránh rồi đấy. Bạn chỉ cần đưa ra các thông tin để mọi người tự kết luận rằng bạn có thể hỗ trợ và đem lại lợi ích thiết thực cho họ. Lợi ích có thể là cung cấp cho họ một công việc, một dự án. Lợi ích thậm chí có thể là một thứ vô hình, chẳng hạn như địa vị xã hội. Dù điều đó là gì, thì khi bạn nói rõ với mọi người rằng quen biết bạn sẽ đem về cho họ một số lợi ích, nhiều khả năng thì họ sẽ coi bạn là đồng minh. Một khi họ tin như thế, bạn sẽ ngay lập tức trở nên dễ mến hơn, chỉ vì họ tin rằng bạn là một người hữu ích và bạn có thể cung cấp cho họ những thứ mà người khác không thể mang lại. Nghe có vẻ rất giống một kiểu giao dịch và có thể đúng là như vậy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng không ai lại muốn hoặc cần một người bạn liên tục mong muốn được hỗ trợ nhưng không được đáp lại gì cả. Có lẽ tư duy theo cách này là ta đang đặt nguyên tắc có qua có lại và sự hỗ trợ lẫn nhau trong một khuôn khổ đầy thực tế và thực dụng. Hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, mối quan hệ giao dịch là một phép ẩn dụ. Nó không nhất thiết phải là thứ gì đó có thể định lượng được. Bạn không cần phải đem về lợi ích tài chính mà đôi khi sự khích lệ, động viên, sự hài hước, niềm vui hoặc lời khuyên cũng có giá trị rất là lớn. Về phương diện giao tiếp, hãy nhớ rằng có một ranh giới mong manh giữa việc nêu ra giá trị tiềm năng của bạn và thái độ khoe khoang. Không ai thích một người đánh giá quá cao giá trị của họ hoặc hợm hĩnh ta đây. Điều quan trọng là cho mọi người biết rằng bạn sẵn sàng đứng về phía họ và giúp đỡ họ, mà không cố gắng phóng đại tầm quan trọng của mình. Không phải lúc nào bạn cũng cần chia sẻ với mọi người rằng bạn quen biết ông này bà kia hoặc là bạn có từng này tiền. Mọi người mong muốn những thứ khác nhau và điều quan trọng cần nhớ là đâu phải một người quan tâm thăng tiến trong sự nghiệp thì người khác cũng mong muốn điều tương tự. Có thể người này lại quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển cá nhân và cần ai đó giúp họ duy trì khả năng tập trung. Đôi khi bạn cần phải có chiến lược trong công việc chọn bạn mà chơi. Nếu bạn biết rằng ai đó có thể cho bạn một điều mà không ai khác có thể mang lại, hoặc nếu bạn biết rằng bạn có thể tận hưởng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với ai đó, hãy tiếp cận những người này và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ý tưởng chính là bạn càng tỏ ra hữu ích, bạn càng dễ mến, và khi càng dễ mến thì bạn càng có thể phát triển các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Loài người chúng ta buộc phải tạo ra các mối liên kết chặt chẽ bởi chúng ta muốn được lắng nghe và có một bờ vai để dựa vào khi chúng ta cần trợ giúp. Tình bạn, như các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, được vun vén qua việc sẻ chia những điểm tương đồng và trao đổi lợi ích. Không có mối quan hệ tốt đẹp nào kéo dài nếu không có hai yếu tố quan trọng này. Mặt khác, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra là nhìn chung con người ích kỷ và tự coi mình là trung tâm. Nếu nghĩ như vậy, con đường dẫn đến thành công xã hội có vẻ chỉ là chuyện của một người. Tuy nhiên, những nghiên cứu cũng cho chúng ta biết rằng về bản chất chúng ta đều như nhau cả. Con người yêu thích sự tích cực. Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn đã nghe nói về sức mạnh của sự tích cực vô số lần trong suốt cuộc đời của mình. Gần như mọi yếu tố xung quanh chúng ta, từ những diễn giả truyền động lực, các doanh nhân thành đạt và vận động viên đẳng cấp thế giới, đến các kiểu quảng cáo, thiệp chúc mừng, sách tự lực, v.v. Tất cả những thông điệp này dường như đều đưa ra các biến thể của một lời khuyên đơn giản. Chỉ cần sống tích cực và mọi thứ bạn đang tìm kiếm sẽ đến với bạn một cách kỳ diệu. Nhưng câu trên chỉ là một lời nói sáo rỗng hay đó là sự thật? Có bằng chứng khoa học nào chứng minh tích cực là một phương diện hữu hiệu để ta thành công về mặt xã hội và được người khác đánh giá cao hay không? Liệu chúng ta có cần đến sức mạnh của sự tích cực để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hay không? Sau cùng, bạn sẽ nghĩ rằng mọi người việc gì phải đề cao sự tích cực nếu họ không cảm thấy điều đó góp phần tạo nên sự thành công của họ. Thực ra, có những bằng chứng khoa học chứng minh sức mạnh của sự tích cực, nhưng có thể không phải theo những lý do mà bạn mong đợi. Tất cả chúng ta trên hành tinh này đều được kết nối theo một cách khiến cảm xúc của chúng ta lan tỏa sang người khác một cách dễ dàng. Và điều này không chỉ giới hạn ở các tương tác mặt đối mặt, mà còn bao gồm cả việc gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những người mà chúng ta thậm chí không biết đến sự tồn tại của họ. Lúc đầu có thể điều này hơi khó tin. Có vẻ sẽ rất là hợp lý khi chúng ta nói rằng chúng ta tác động đến những người mà chúng ta tương tác gần gũi. Khẳng định ở đây lại to tát hơn nhiều. Đó là trạng thái cá nhân của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào thực sự có ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh chúng ta. Hãy nhớ lại xem bạn đã cảm giác thế nào khi xem tin tức cực kỳ vui hoặc cực kỳ buồn trên TV, hoặc nghĩ về bộ phim gần đây nhất khiến bạn khóc. Bây giờ hãy tưởng tượng tất cả mọi người đang xem cùng một thứ với bạn. Phương tiện, thông tin đại chúng và Internet tác động đến một nhóm dân số rộng rãi. Hãy thử nghĩ về điều này và bạn sẽ nhận ra chúng ta có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhau ở mức độ cao hơn bạn tưởng. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Harvard cho thấy hạnh phúc có thể tỏa ra từ chúng ta như một trường năng lượng.
Nó có khả năng tiếp cận và tác động đến những người xung quanh chúng ta. Từ năm 1983 đến năm 2003, nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã theo dõi 4.739 tình nguyện viên và đo lường xem niềm hạnh phúc tỏa ra từ họ có thể tác động như thế nào đến gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người thuộc mạng lưới xã hội của họ. Kết quả được công bố của nghiên cứu bao gồm một số kết luận thực sự đáng kinh ngạc. Tỷ lệ ta trở nên hạnh phúc tăng 42% khi một người bạn sống cách ta nửa dặm trở nên hạnh phúc. Tỷ lệ ta trở nên hạnh phúc tăng chỉ 25% nếu người bạn hạnh phúc đó sống cách ta một dặm. Ai sống gần một người anh chị em hạnh phúc sẽ tăng tỷ lệ trở nên hạnh phúc lên 14%. Hàng xóm sát vách hạnh phúc sẽ làm tăng tỷ lệ trở nên hạnh phúc của một người thêm 35%. Khi các nhà nghiên cứu vẽ biểu đồ của mạng lưới xã hội được nghiên cứu theo vị trí thực tế của những người tham gia, kết quả thể hiện rõ ràng là niềm hạnh phúc có thể lan truyền. Mỗi cá nhân trong mạng lưới được đại diện bằng một chấm được tô màu. Màu sắc tùy thuộc vào mức độ hạnh phúc của người đó, với màu xanh lam là điểm cuối của phổ màu, thể hiện bất hạnh tối đa, còn màu vàng là điểm màu thể hiện niềm hạnh phúc tối đa. Thay vì phân bổ ngẫu nhiên như chúng ta thường nghĩ, các chấm màu tương tự có xu hướng tạo thành các cụm với nhau, cho thấy trạng thái cảm xúc của chúng ta không độc lập với môi trường xung quanh. Một trong những tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Chris Hodges giải thích kết quả như sau. Bạn nghĩ rằng trạng thái cảm xúc của bạn phụ thuộc vào các lựa chọn, hành động và kinh nghiệm của chính bạn, nhưng thực ra nó cũng phụ thuộc vào lựa chọn, hành động và kinh nghiệm của người khác, bao gồm cả những người mà bạn không liên quan trực tiếp. Jim Fowler, đồng tác giả nghiên cứu bổ sung, chúng ta cần coi hạnh phúc là một hiện tượng tập thể. Nếu trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, tôi không những có thể gây ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ và con trai của mình, mà còn ảnh hưởng tới cả bạn bè của họ nữa. Bạn có thể áp dụng kiến thức này ra sao để tận dụng khả năng lan tỏa tuyệt vời của sự tích cực? Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể được chia thành hai phần chính. Đầu tiên là nó giúp chúng ta xác định xem, đối với những người mà chúng ta dành phần lớn thời gian để ở bên, họ tác động như thế nào đến trạng thái cảm xúc của chúng ta. Nếu bạn được bao quanh bởi những người hạnh phúc, các bằng chứng đã cho thấy là bản thân bạn cũng nhiều khả năng sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Và nếu như ở gần một người bạn hạnh phúc có thể giúp ta hạnh phúc thêm 42%, hãy thử tưởng tượng đến niềm vui mà 2, 5, 10 hoặc 50 người bạn hạnh phúc có thể mang tới cho bạn. Đồng thời hãy nghĩ về tác động của việc có cùng số lượng bạn bè ở xung quanh, nhưng họ lại là những người thường gắt gỏng, khó chịu, ủ rũ hoặc gây nên những ảnh hưởng tiêu cực kiểu khác đến tâm lý của bạn. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn môi trường sống của mình, sẽ không ai có thể né tránh hoàn toàn những làn sóng cảm xúc tệ hại, nhưng bạn luôn có quyền tự do lựa chọn. Để tìm đến những làn sóng cảm xúc tốt đẹp, bạn có thể chọn bạn bè của mình một cách khôn ngoan. Đây chắc chắn là một trong những quyết định lành mạnh nhất mà chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình. Như người ta vẫn nói, hãy tránh xa những người không may mắn và không hạnh phúc. Khi bàn tới sự lan tỏa của tính tích cực, điều thứ hai bạn có thể nghĩ đến là trở thành trung tâm của sự tích cực. Hãy hoạt động như điểm xuất phát sóng của Wi-Fi và chỉ phát ra những làn sóng cảm xúc tích cực. Thật vậy, đây là điều mà tất cả những lời khuyên sáo rỗng vẫn thường nhắc tới. Hãy tích cực lên. Nhưng tôi đã đề cập đến lý do để bạn làm vậy không nhất thiết là những nguyên nhân vẫn là hay được người ta nhắc đến. Trên thực tế, nếu bản thân cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ có thể gián tiếp lan truyền cảm xúc đó cho mọi người xung quanh của mình. Nếu có thể làm cho người khác cảm thấy vui khi bạn có mặt bên họ, thì đó cũng là một kỹ năng xã hội đầy giá trị. Bởi đơn giản là mọi người sẽ muốn có bạn ở bên nhiều hơn, sẽ nhớ tới bạn khi bạn không có mặt và mong muốn bạn hiện diện. Không chỉ vậy, bạn còn có thể tác động trực tiếp đến niềm hạnh phúc của người khác bằng cách cư xử tốt với họ và khen ngợi họ, hoặc đơn giản là suy nghĩ đến những điều tích cực khi tương tác với họ. Đó là điều đơn giản nhất và giản dị nhất trong số những điều ta có thể làm để tạo dựng lên niềm hạnh phúc. Bạn càng lan tỏa hạnh phúc thì càng nhận về được nhiều hạnh phúc hơn. Nếu không phải là người đặc biệt dí dỏm, nói chuyện thú vị hoặc hướng ngoại, thì bạn chỉ cần nuôi dưỡng thái độ tích cực để có thể bước đầu tiên và vô cùng giá trị đạt được những địa vị xã hội. Hãy để ý những điều tốt đẹp trong những tình huống xấu và biến những thất bại thành những bài học.
hãy tập trung vào hiện tại và cố gắng không bị ám ảnh bởi quá khứ hay tương lai. Hãy cố gắng bỏ qua những suy nghĩ bi quan và khiến bạn nặng đầu. Hãy giữ vững tinh thần cho mọi người bằng cách tỏ ra mình là một người không thể lay chuyển. Điều này làm bạn trở nên đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và phản ứng có chừng mực khi đối mặt với những trở ngại và biết rằng bạn luôn có quyền lựa chọn khi bước đi tiếp theo của mình. Hãy học cách bày tỏ lòng biết ơn, quan sát xung quanh và liệt kê 5 điều mà bạn cảm thấy biết ơn, dù là nhỏ bé hay lớn lao. Hãy biết rằng bạn gần như không thể vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy tức giận hoặc thất vọng cùng lúc được. Khi bạn biết rằng mọi sự có thể diễn ra rất tồi tệ, thì bạn cũng có thể hiểu được rằng mình đang sở hữu điều quý giá đến mức nào. Lý thuyết về sự lan tỏa cảm xúc là một nguyên nhân tâm lý học giải thích tại sao một người có thể chia sẻ cảm xúc với người khác thật là dễ dàng. Trong đó, hạnh phúc và những cảm xúc tích cực chỉ là một phần. Những ảnh hưởng này giữa các cá nhân được gọi là sự lan tỏa cảm xúc là hiện tượng đã được các nhà tâm lý học công nhận trong hơn nửa thế kỷ qua, bắt đầu từ Schachter vào năm 1959, sau đó cũng bao gồm những công trình nghiên cứu của Cacioppo và Betti vào năm 1987, sau đó là Levy và Neil năm 1993. Một trong những nghiên cứu quan trọng nhất và được trích dẫn rộng rãi về hiện tượng này là được thực hiện bởi Singer Basader tại Đại học Yale vào năm 2003. Nghiên cứu của Basader có tiêu đề Hiệu ứng lan tỏa, được lây lan cảm xúc và ảnh hưởng của nó tới từng hành vi của nhóm. Những người tham gia nghiên cứu, sinh viên của trường kinh doanh được chia nhỏ thành các nhóm để thực hiện một bài tập mô phỏng hoạt động quản lý. Mỗi sinh viên được yêu cầu đóng vai một trưởng phòng, có nhiệm vụ vận động nhân viên của họ giành thành tích cao để nhận về số tiền thưởng. Đồng thời, tất cả các sinh viên cùng phải làm việc cùng nhau trong một ủy ban để quyết định một phân bổ tốt nhất, một nguồn quỹ hạn chế, nhằm đem lại lợi ích tổng thể cho công ty. Những người tham gia nghiên cứu không hề biết rằng đã có một diễn viên được đưa vào trong mỗi nhóm. Người này được đào tạo để truyền tải một trong bốn những trạng thái cảm xúc khác nhau: vui vẻ nhiệt tình, ấm áp, nhẹ nhàng, cáu kỉnh, thù địch hoặc uể oải, chán nản. Vậy bạn nghĩ trạng thái cảm xúc sẽ được diễn viên duy nhất trong mỗi nhóm thể hiện có thể tác động đến mức nào đến những sinh viên hay không? Kết quả đó cho thấy tác động đáng kể của sự lây lan cảm xúc. Các diễn viên truyền tải sự nhiệt tình vui vẻ hoặc sự ấm áp nhẹ nhàng đã lan tỏa được những cảm xúc này tới các thành viên khác trong nhóm. Sau đó giúp các thành viên thể hiện tinh thần hợp tác cao hơn và mâu thuẫn cũng ít xảy ra khi các cá nhân giao tiếp với nhau. Ngoài ra, các nhóm này đã thực sự đưa ra quyết định phân bổ quỹ tiền công bằng hơn các nhóm khác. Họ cũng cho biết rằng cảm xúc tích cực hơn về kết quả cá nhân của mình so với những người thuộc cùng nhóm có các diễn viên truyền tải cảm xúc tiêu cực. Điều thú vị là khi các sinh viên được hỏi điều gì đã khiến họ phân bổ tiền theo cách đó, cũng như tại sao nhóm của họ lại phối hợp với nhau như vậy, họ thường cho rằng nguyên nhân là do bản thân rất là nhạy bén khi đàm phán. Họ thậm chí không ngờ rằng hành vi và quyết định của họ hoặc nhóm của họ đã chịu tác động bởi trạng thái cảm xúc của một diễn viên. Bạn có thể thấy rõ sự lan tỏa cảm xúc này có vai trò quan trọng như thế nào tới sự nổi tiếng của bạn. Nếu khả năng gây thiện cảm của bạn liên quan nhiều đến cảm nhận của mọi người với sự hiện diện của bạn, thì bạn đã có một phương pháp để trực tiếp trở nên dễ mến hơn. Bằng cách chủ ý tỏ ra tích cực và thường xuyên thể hiện biểu cảm vui vẻ, bạn có thể lan truyền sự tích cực cho những người xung quanh và sử dụng ảnh hưởng xã hội của mình để tạo ra một môi trường hợp tác và thân thiện hơn. Đồng thời, trạng thái cảm xúc tiêu cực của bạn cũng ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng ngược lại. Khi cảm thấy kéo kỉnh, uể oải hoặc buồn bã, bạn vẫn nên cố gắng tỏ ra vui vẻ trong các giao tiếp xã hội. Nếu không, bạn sẽ làm lây lan những cảm xúc tiêu cực đó cho bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Sự khốn khổ cũng có thể sinh ra thêm nhiều khốn khổ hơn nữa. Không có ví dụ nào mô tả tốt hơn về sức mạnh lan truyền của cảm xúc bằng việc ở cùng một đám đông. Nếu từng đến một sự kiện thể thao mà bạn cổ vũ cho đội khách, bạn hẳn đã có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của hiện tượng lây lan cảm xúc trên quy mô lớn. Khi bạn xem một trận đấu thể thao trên TV, một mình hoặc với một nhóm nhỏ, trạng thái cảm xúc của bạn chủ yếu được quyết định bởi thành tích của đội bạn ủng hộ.
Nhưng khi bạn ở trong một sân vận động hoặc một nhà thi đấu được bao quanh bởi hàng nghìn người hâm mộ, tràn đầy năng lượng và đang cổ vũ cho đội nhà, có thể bạn sẽ thấy màn trình diễn của đội bạn không ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Khi đội mà bạn ủng hộ không gặp thuận lợi trên sân bóng, nhưng đám đông cổ vũ vẫn đang hò reo với nguồn năng lượng tích cực, thì kết quả là bạn sẽ khó mà không hòa mình vào với nguồn năng lượng đó. Và khi đội của bạn dẫn bàn nhưng lại làm cho những người xung quanh bạn cảm thấy tiêu cực, thì bạn có lẽ sẽ không tận hưởng thành công của đội bạn nhiều như lúc bạn xem trận đấu ở nhà. Tất nhiên, trong những trường hợp cuồng tín quá mức thì sự đối đầu sâu sắc giữa những người hâm mộ khác chiến tuyến có thể làm suy giảm những tác động này, nhưng trong hầu hết mọi trường hợp thì kết luận trên thường đúng. Không có gì phải bàn cãi về sự thật là cảm xúc của chúng ta sẽ gây tác động đến người khác và chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Do đó, để đạt được thành công trong xã hội, việc đầu tiên là tạo ra ảnh hưởng tích cực đến người khác và loại bỏ hoặc giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực lên bản thân của mình. Tổng kết chương, đôi khi con người rất dễ đoán, cực kỳ dễ đoán. Ngay cả khi không đọc nội dung của chương này, bạn cũng có thể đoán được rằng con người luôn tìm kiếm những yếu tố sau đây. Tất cả chúng ta đều chỉ là những con linh trưởng ít lông và ích kỷ, ít nhất là khi bạn đã biết một vài sự thật. Một người thích nói về bản thân, thích bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cảm giác được bày tỏ bản thân cũng tuyệt vời như cảm xúc khi quan hệ tình dục. Xét trên khía cạnh tâm lý học, không phải ở phương diện thể chất. Mọi người muốn tìm kiếm những người giống với họ, vì tất cả những giả định đi kèm với những đặc điểm tương đồng đó, nếu bạn làm X, nghĩa là bạn cũng làm Y và Z, phải không? Bạn giống Y với những người mà tôi yêu thích nhất trên thế giới. À, chính là tôi đấy. Con người muốn có đồng minh, muốn được hỗ trợ về tinh thần và muốn có những người bạn sẵn sàng ủng hộ và thậm chí bảo vệ họ. Không ai thích cảm giác bị vây quanh bởi những kẻ không đáng tin cậy hoặc thậm chí là những kẻ mãi mãi chỉ biết nhận lấy mà không bao giờ biết cho đi. Ai cũng thích sự tích cực. Đây có thể là một điều đáng ngạc nhiên. Tâm trạng tích cực lan tỏa một cách ấn tượng, đó là kết quả của sự lây lan cảm xúc. Mọi người đơn giản là thích ở bên những người tích cực và vui vẻ, vì điều đó cũng làm cho họ cảm thấy phấn khởi tương tự như vậy. Chương 5. Ý thức, đồng cảm và điều chỉnh. Chúng ta kết nối với mọi người như thế nào? Chúng ta đã thảo luận về việc chia sẻ những điểm chung, luôn có mặt lúc mọi người cần và thể hiện một cách khiêm tốn những giá trị khiến mọi người bị thu hút. Đây là cách để xây dựng kết nối, tạo dựng tình bạn là một chuyện, nhưng duy trì và xây dựng tình bạn này bền chặt hơn nữa lại là một chuyện khác. Vậy điều gì tạo nên một kết nối sâu sắc và mạnh mẽ? Tính cách chúng ta cần phát triển ra sao để có thể làm được như vậy? Một vài mối quan hệ bền chặt nhất của chúng ta được hình thành khi ta có khả năng đồng cảm, nghĩa là thấu hiểu và thậm chí chia sẻ cảm xúc với người khác. Việc có thể giao tiếp với bạn bè trên tinh thần thấu hiểu rốt cuộc sẽ tác động đến họ ra sao? Ngoài ra, mọi việc sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào khác nữa? Để bạn có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với họ thông qua các hình thức giao tiếp thân mật hơn. Khi bạn bè đang trải qua giai đoạn khó khăn và có những cảm xúc tiêu cực, có một vài điều đơn giản phi vật chất mà ta có thể hào phóng tặng cho bạn mình ngay lập tức. Thường thường ta chỉ cần đơn giản là góp một đôi tai lắng nghe và đưa ra một bờ vai đồng cảm để bạn tựa vào khóc. Điều đó sẽ đem lại sự an ủi và giúp người bạn trút bỏ nỗi lòng. Điều này có nghĩa là bạn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hiểu được tình hình chung và làm được những điều bạn yêu cầu. Chúng ta cũng cần hiểu rõ những hoàn cảnh khác nhau và phản ứng cho phù hợp với tình huống. Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng ta đang hành xử nhất quán với mọi người mà ta gặp. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trở nên thông minh về mặt xã hội có nghĩa là hóa thân thành một chú tắc kè hoa. Ý tưởng về sự đồng cảm và ý thức của người hấp dẫn đến mức mà các nhà khoa học, tâm lý học không ngừng đào sâu hơn về chủ đề này. Chương sách bạn đang đọc tập trung vào việc đứng vào vị thế của người khác, điều này có nghĩa là như thế nào và nó giúp chúng ta phát triển các tương tác xã hội giàu ý nghĩa ra sao. Cách đầu tiên chính là dựa vào thuyết tâm trí. Bạn có thể coi đây là nền tảng của sự đồng cảm và hình thành ý thức.
Thuyết tâm trí, khi điểm lại tất cả các kỹ năng cần có để đọc được những suy nghĩ của người khác, để điều chỉnh cách giao tiếp xã hội và để phát triển trí thông minh cảm xúc, bạn có thể nhận ra đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng như ban đầu bạn tưởng. Một mặt vì việc trở nên hòa đồng và những điều đi kèm với nó là những kỹ năng tự nhiên của con người. Mặt khác, qua nhiều thế kỷ, con người đã đưa ra những lý thuyết và các khuôn khổ giúp họ hiểu hơn về quá trình này. Một lý thuyết trong số đó được gọi là thuyết tâm trí, và nó có thể cho ta thấy một số khía cạnh thú vị về quá trình chúng ta hình thành sự đồng cảm đối với người khác. Lý thuyết này bắt nguồn từ nhà triết học người Pháp René Descartes hồi thế kỷ 17 và tiếp tục được nghiên cứu trong thời hiện đại, nổi bật nhất là nghiên cứu bắt đầu từ năm 1978 của Freeman và Woodruff. Về bản chất, thuyết tâm trí có thể được sử dụng để giúp bản thân ý thức rõ hơn về thế giới nội tâm của người khác, tức là những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Nó bàn về cách ta gắn ý nghĩ cho các hành động và hành vi của người khác, và có thể hiểu được tất cả những điều đó kết nối với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chúng ta không thể nhận ra mọi thứ một cách tách biệt, và chúng ta cũng không thể nhận ra chúng dựa trên quan điểm và mong muốn duy nhất của bản thân ta. Hãy bắt đầu tại vạch xuất phát. Tâm trí là thứ không thể quan sát trực tiếp, nhưng ta vẫn có thể nói về niềm tin, về cảm xúc, những nỗi sợ hãi và mong muốn của mình. Tóm lại, thuyết tâm trí của chúng ta là những hình ảnh ta vẽ ra về tâm trí của người khác. Họ đang nghĩ và cảm thấy gì, mặc dù ta không trực tiếp nhìn được tâm trí của họ. Điều này là gốc rễ của rất nhiều phán xét hay là lời khen ta dành cho người khác. Chúng ta phỏng đoán về những ý định và mong muốn của họ. Vì vậy, ta có thể dự đoán hành vi của họ và quyết định xem liệu ta có lợi ích gì khi tương tác với họ hay không. Đây là bước đầu tiên, và đó cũng là điều mà chúng ta đã bàn luận từ đầu cuốn sách tới giờ. Bước thứ hai là một con đường ít người lựa chọn hơn. Bất chấp ta suy nghĩ và phân tích nhiều như thế nào, điều tốt nhất ta có thể đưa ra là một giả thuyết về những suy nghĩ ảnh hưởng tới hành vi, từ đó dẫn đến những kiểu mẫu và giả định. Vì vậy, ta cần phải đạt được những khả năng tách rời khỏi suy nghĩ của chính mình, sau đó ý thức được rằng chúng ta có thể đã nghĩ sai hoàn toàn và do đó ta rút lại những phán xét của mình. Nghiên cứu vào năm 1997 của Simon Baron Cohen đã sử dụng một ví dụ ngắn gọn nhưng rất trực quan. Một người đàn ông bước vào phòng, nhìn xung quanh và sau đó đơn giản là bước ra khỏi phòng. 100% chúng ta cần sử dụng thuyết tâm trí để lý giải cho hành vi này. Ví dụ, anh ta có lẽ đã quên mất lý do tại sao lại đi vào phòng, hoặc có lẽ anh ta không thể tìm thấy thứ anh ta đang tìm kiếm. Nếu không có thuyết tâm trí, số lượng nguyên nhân có thể đưa ra là vô tận và hết sức lung tung. Phát triển của các giả thuyết tâm trí là một kỹ năng chủ yếu phụ thuộc vào việc suy nghĩ đó có thể là của bạn hay là của người khác. Nó xoay quanh việc gán cảm xúc, suy nghĩ, kiến thức, mong muốn, v.v. cho những người khác, và điều quan trọng là hiểu rằng những cảm xúc của đối phương sẽ khác với bạn. Trẻ em chỉ bắt đầu phát triển khả năng này vào khoảng 4 tuổi và chúng học hỏi bằng cách lắng nghe những câu chuyện hoặc chơi những trò nhập vai. Đến khi trưởng thành, chúng ta đã có những giả thuyết phức tạp về lý do tại sao những người khác lại cư xử theo một cách nhất định, điều gì đã thúc đẩy họ, liệu họ có đang nói dối hay che giấu điều gì đó hay không, họ nói vậy là có ý gì, và thậm chí điều gì sẽ xảy ra nếu ta giống họ. Thêm một điều quan trọng, giả thuyết ta đưa ra là những điều đang diễn ra trong tâm trí của người khác sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các kiểu mẫu tính cách, cũng như bị tác động bởi những giả định của riêng chúng ta sau những trải nghiệm nhất định. Bức tranh mà ta vẽ nên về người khác sẽ bị lược giãn quá mức và chỉ dựa vào những mẫu thông tin vụn vặt mà ta có, ví dụ như dựa trên những lần giao tiếp bình thường hay những tương tác không lời. Sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm thì qua thời gian ta có thể dần dần thay thế định kiến của mình bằng những kiến thức thực sự về con người thật của họ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta chỉ sử dụng thuyết tâm trí để cố đưa ra những phỏng đoán chính xác nhất. Điều tốt nhất ta có thể làm là cố gắng vẽ nên toàn bộ bức tranh về những mảnh ghép thông tin không hoàn chỉnh, không thể làm được gì cả. Thuyết tâm trí có thể trở nên đặc biệt hữu dụng, và thực sự thì đó là cách duy nhất giúp ta làm việc hài hòa với người khác, điều hướng các động lực xã hội và giúp ta tưởng tượng ra thế giới qua lăng kính của người khác. Đó là nền tảng của sự đồng cảm. Khi biết rõ bản thân mình, ta có thể ngoại tưởng và đưa ra giả thuyết về việc dưới góc nhìn của người khác, mọi thứ có thể diễn ra như thế nào.
Ví dụ, tôi vẫn nhớ khi tôi đi phỏng vấn tại công ty này, tôi đã vô cùng sợ hãi và hơi bối rối về những gì mọi người kỳ vọng ở tôi. Bây giờ khi đã là người phỏng vấn, tôi cho rằng ứng viên này cũng cảm thấy tương tự. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng để họ thoải mái hơn khi phỏng vấn. Tuy nhiên, thuyết tâm trí cũng có thể bị phản tác dụng. Rắc rối là khi ta quên rằng mọi thứ ta nghĩ chỉ là giả thuyết. Chỉ là một dự đoán giàu tiềm năng mà thôi, ta có nguy cơ coi ý tưởng ta đang nghĩ là chính xác. Như thể câu chuyện ta dựng lên là một người trải nghiệm có thật của họ. Điều này có thể dẫn đến các xung đột và hiểu lầm. Ví dụ, nhiều cặp vợ chồng nổ ra tranh cãi vì hành vi của một người bị hiểu sai lệch do giả thuyết tâm trí không đúng. Thế là người đưa ra giả thuyết bắt đầu phản ứng thay vì tìm kiếm thêm thông tin. Một ví dụ dễ hiểu là một người giả định rằng người bạn đời của họ cố tình phớt lờ câu hỏi của mình. Người bị phớt lờ có thể vẽ hẳn nên một câu chuyện để lý giải cho hành vi thiếu tôn trọng này. Động cơ của người bạn đời là gì và tại sao động cơ lại như thế? Một cuộc tranh cãi có thể nổ ra chỉ vì người bị phớt lờ không hề tìm hiểu bản chất của sự việc. Có thể là người bạn đời của họ đơn giản chỉ không nghe thấy họ nói gì, chứ không phải là phớt lờ. Cũng giống như khi ta phát triển các kỹ năng về ngôn ngữ, ta cũng phát triển khả năng hình thành nên những giả thuyết tâm trí, bao gồm cả khả năng chiêm nghiệm lại tâm trí của mình. Để giao tiếp với xã hội giỏi hơn, điều quan trọng là phải nhận ra rằng thuyết tâm trí chỉ đơn thuần là giả thuyết. Nếu muốn gắn kết sự thực sự với người khác, bạn phải hỏi, phải lắng nghe, thử nghiệm, sẵn sàng bỏ qua những định kiến tính cách và những giả định. Hãy chú ý khi người khác có một giả thuyết tâm trí không chính xác về bản thân bạn. Bạn cũng không thể vừa sử dụng tốt thuyết về tâm trí, vừa là một người tự cao chỉ biết đến mình, để thực sự tương tác tốt với người khác và tránh tạo ra những xích mích hoặc bất đồng, giả thiết của bạn về người khác phải chính xác nhất có thể. Mỗi người chúng ta cần phải phản ứng thông minh với các dữ liệu mới, thay vì cố chấp bám vào những giả định vô ích và không chính xác về mọi người. Hãy hiểu những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của người khác, ngay cả khi điều đó khác với suy nghĩ của bạn. Việc này sẽ mang lại cho bạn khả năng thấu hiểu phong phú hơn, thông minh hơn và giúp bạn đồng cảm hơn trong các tình huống xã hội. Phương pháp này biến bạn trở thành một người giao tiếp tốt hơn và trở thành một nhân viên sâu sắc, thấu đáo hơn trong nhóm. Nếu thuyết tâm trí mà bạn sở hữu không mấy chất lượng hoặc bạn không có thuyết tâm trí, thì cuối cùng bạn sẽ bị cô lập hoặc rơi vào xung đột vì cho rằng mọi người đều có cùng suy nghĩ và cảm nhận như bạn. Bạn có thể tự hỏi tất cả những điều này khác với nhận thức thông thường hoặc trí tuệ cảm xúc như thế nào, mặc dù chắc chắn chúng có muôn liên hệ với nhau. Thuyết tâm trí khác biệt ở chỗ nó yêu cầu chúng ta phải vận dụng cực kỳ tốt trí tưởng tượng của mình. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức của bản thân về người khác, bao gồm tính cách, hoàn cảnh, các hình thức giao tiếp bằng lời và không bằng lời, câu chuyện quá khứ và các yếu tố khác nữa của họ, để dự đoán những gì đang diễn ra trong tâm trí của họ. Thuyết tâm trí luôn luôn là một sự phỏng đoán. Những người có nhận thức cao và trực giác nhạy bén có thể lưu ý đến các chi tiết, còn những người thông minh về cảm xúc có thể rất giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc của chính họ. Nhưng thuyết tâm trí còn tiến xa hơn bằng cách giúp chúng ta tưởng tượng phần nào trải nghiệm của một con người khác, trong khi chúng ta không hề biết về những trải nghiệm ấy. Theo nghiên cứu của H.M. Wellman và Fuxi Fang vào năm 2011 đã gợi ý rằng trẻ em phát triển thuyết tâm trí theo 5 giai đoạn tuần tự, từ những nhiệm vụ dễ dàng cho đến khó khăn hơn. Mặc dù điều này áp dụng cho trẻ em, nhưng chắc chắn rằng loài người ở mọi lứa tuổi sẽ hành xử tốt hơn trong các tình huống xã hội nếu có năng lực này. Về cốt lõi, thuyết tâm trí xoay quanh việc trở nên cởi mở hơn và thừa nhận rằng mọi người sở hữu những quan điểm riêng của họ mà bạn có thể không hiểu được. Nhưng đây không phải là vấn đề của họ, mà là thông tin để bạn có ý thức tăng cường tinh thần học hỏi và lắng nghe. Dưới đây là các giai đoạn mài dũa thuyết tâm trí với các ví dụ thực tế dành cho người lớn. Chúng ta đều hiểu rằng mọi người có thể có những mong muốn khác nhau về cùng một thứ, hoặc mong muốn của người này sẽ không giống với mong muốn của người khác. Ví dụ, một người mở lớp học vào ban đêm sẽ vận hành tốt hơn khi thừa nhận rằng mỗi học sinh của anh ta có những lý do rất khác nhau khi tham gia lớp học. Một nhóm sinh viên có thể tiếp tục đi theo con đường giáo dục truyền thống và do đó tinh thần thoải mái hơn, trong khi một nhóm khác có lẽ sẽ coi lớp học ban đêm là phương sách học tập cuối cùng và do đó cực kỳ siêng năng, nhưng một nhóm khác lại có thể coi lớp học này là nhiệm vụ mà họ bị ép phải làm và do đó thờ ơ hoặc thậm chí bực bội khi tham gia.
khi chúng ta hiểu được rằng những người khác sẽ có những niềm tin và quan điểm khác nhau trong các tình huống. Khi nghe ai đó qua đời, một người có thể kiềm chế không đưa ra lời an ủi mang tính tôn giáo. Họ đã tới được nơi tốt hơn và mọi sự đều có lý do của nó, nếu người qua đời kia không theo đạo như họ. Chúng ta hiểu được rằng mọi người có thể không cùng chia sẻ một nền tảng kiến thức như nhau. Ai đó có thể có niềm tin sai lầm rằng cá không đẻ trứng và thay vào đó cá sinh ra con non giống như động vật có vú. Ý nghĩa của sự nhầm lẫn này là gì? Điều đó đơn giản là hai bạn không có cùng trình độ kiến thức hoặc phạm vi hiểu biết như nhau, và bạn không nên đưa ra giả định rằng hai bạn có kiến thức y hệt nhau. Hiểu được rằng mọi người có thể đơn giản là nhầm lẫn hoặc có những suy nghĩ sai lầm, đó là khi người khác hết lòng tin vào điều gì đó mà bạn biết là không đúng. Chẳng hạn như niềm tin về những con cá con. Đôi khi, ngay cả với một lỗi cơ bản như vậy, bạn cũng khó lòng được chứng kiến tận mắt. Hiểu được rằng mọi người có thể có ẩn ý, hoặc họ có thể nói thế này nhưng lại cảm thấy thế khác. Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó đang khó chịu và phản ứng duy nhất của họ là trả lời bạn cọc lóc bằng hai chữ "tôi ổn", thì bạn có thể đoán lời nói và cảm xúc của họ đang không thống nhất. Điều này xảy ra rất thường xuyên, hiếm khi mọi người thẳng thắn và trung thực với cảm xúc của họ. Vì vậy, trường hợp này không chỉ bao hàm thuyết tâm trí mà còn liên quan đến khả năng đọc được ẩn ý và ý định thực sự bên trong tâm trí của người khác. Hãy nghĩ về những tương tác suýt nữa đã trở nên căng thẳng, và lằn ranh mỏng manh này có thể chỉ phụ thuộc vào cách dùng từ. Thuyết tâm trí cho phép mọi người suy đoán ý định của người khác, cũng như suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong tâm trí của người đối diện, bao gồm hy vọng, nỗi sợ hãi, niềm tin và những kỳ vọng. Bằng cách phát triển những suy luận có tính chính xác cao về những gì người khác đang nghĩ, chúng ta có thể phản hồi một cách phù hợp hơn. Điều này vượt xa việc giữ hòa khí mà còn đứng vào vị thế của người khác để suy xét. Có một trường phái tư tưởng cho rằng ta không thể biết người mà không biết trước mình. Logic này như sau: nếu không thể xác định chính xác cảm xúc hoặc suy nghĩ bên trong của mình, thì bạn cũng không thể hy vọng hiểu được ai khác. Phổ cảm xúc. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu về cảm xúc, và các nhu cầu này được cho là điều thúc đẩy hành vi của chúng ta mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Trí thông minh xã hội đồng nghĩa với việc thu hẹp những khoảng cách và học cách đọc hiểu mọi người. Bạn có thể đọc hiểu được người khác không nếu từ vựng về cảm xúc của bạn chỉ bao gồm tức giận, buồn bã, cáu kỉnh, vui mừng. Để hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh, bạn cần có kỹ năng hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Khi luyện tập điều này, bạn phải xác định được toàn bộ phổ cảm xúc để biết mình đang phải đối mặt với những điều gì, đồng thời có thể đoán được cảm xúc ấy đến từ đâu và sau đó phản ứng theo cách tối ưu nhất. Bác sĩ chỉ làm việc hiệu quả nếu cô ấy có thể chẩn đoán bệnh. Sau khi chẩn đoán được, cô ấy sẽ kê đơn thuốc và đưa ra phương pháp điều trị để chữa căn bệnh đó. Chúng ta không thể tìm ra cách điều chỉnh cảm xúc của mình nếu chúng ta mò đường trong đêm tối. Hiểu rõ các chi tiết của cảm xúc là những gì chúng ta đang cố làm khi nghĩ ngợi về việc thể hiện và cảm nhận chính xác các cảm xúc của mình và của những người khác. Đây là quá trình thấu hiểu bạn đang cảm thấy gì bằng cách đặt ra một cái tên cụ thể cho nó. Điều này có vẻ không có nhiều ý nghĩa, nhưng bạn có thể giải phóng một lượng cảm xúc nhất định chỉ bằng cách gọi được tên cảm xúc đó ra. Chính vì không chắc chắn và không hiểu rõ cảm xúc của mình mà những căng thẳng nhất định sẽ phát sinh. Bạn giả sử đến gặp một vị bác sĩ vì bị ốm và bác sĩ gặp khó khăn khi chẩn đoán. Điều này thật khó chịu vì bạn cảm thấy mất đi khả năng kiểm soát và thiếu thốn thông tin. Ngược lại, với cảm xúc khi mà bác sĩ lập tức chẩn đoán ra bệnh và sau đó lên một kế hoạch điều trị. Những người có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt và dễ dàng hiểu được cảm xúc của bản thân được cho là những người có khả năng thể hiện cảm xúc của mình một cách rất chi tiết. Việc đó không đơn giản là bạn có thể gọi tên một cách hùng hồn mọi cảm xúc mà bạn có hay là mở rộng vốn từ vựng của bản thân. Điều này đòi hỏi bạn phải trải nghiệm thế giới, do đó hiểu chính mình hơn. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể xác định chính xác những gì bạn đang cảm thấy, và khi đã xác định được cảm xúc, bạn có thể hiểu nguyên nhân đã sinh ra nó. Khái niệm mức độ chi tiết của cảm xúc được đưa ra vào những năm 1990 bởi Lisa Feldman Barrett. Bà đã yêu cầu hàng trăm tình nguyện viên theo dõi và ghi lại những trải nghiệm cảm xúc của họ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều sử dụng cùng một vốn từ vựng để xác định cảm xúc của họ, với những từ tiêu chuẩn như buồn,
tức giận và sợ hãi. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy một số người đã sử dụng các từ này để diễn tả những trải nghiệm rất khác nhau. Mỗi từ đại diện cho những ý tưởng và cảm xúc khác nhau. Những người khác trong nghiên cứu lại cứ gộp những từ này dưới ý nghĩa duy nhất, về cơ bản là cùng ám chỉ cảm giác đau khổ. Theo Barrett, mức độ chi tiết càng cao thì bạn càng có thể thấu hiểu bản thân và trải nghiệm thế giới của mình chính xác hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể xác định cảm giác của chính mình và tìm ra giải pháp tốt hơn trong các tình huống bằng cách sử dụng các từ đa dạng cho cảm xúc khác nhau và cá nhân hóa vốn từ vựng của bạn. Bạn sẽ cải thiện được sức khỏe cảm xúc, chúng ta trở thành người mà chúng ta tự định danh, và điều này có thể giúp ích hoặc cũng có thể làm tổn thương chúng ta. Trong nghiên cứu của Barrett, những người có khả năng học được các khái niệm cảm xúc đa dạng, có thể thấu hiểu cảm xúc một cách chi tiết hơn, họ cũng nâng cao hơn ý thức của mình và hiểu được mối quan hệ giữa suy nghĩ và hành động của bản thân. Hãy tưởng tượng bạn có được sức mạnh này khi nhìn vào những người khác. Nói cách khác, bằng cách biết chính xác cảm giác của mình, bạn sẽ biết rõ hơn nguyên nhân sinh ra cảm giác đó và nhu cầu cảm xúc cơ bản của bạn là gì. Do đó, bạn biết cách giải quyết mọi vấn đề cho cả bản thân và cũng như cho người khác. Ví dụ, bạn có thể cùng lúc cảm thấy buồn bã, chán nản, bồn chồn và khao khát một điều gì đó. Nếu không hiểu đúng về cảm xúc của mình, bạn có thể chỉ khái quát cảm giác này là cảm giác buồn. Tóm gọn lại như thế thật là không đầy đủ, phải không? Và việc gắn nhãn cảm xúc của bạn là buồn không giúp bạn giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi nếu bạn xác định được cảm xúc một cách chi tiết và có thể hiểu chính xác cảm xúc của bạn là cô đơn. Gộp chung các cảm xúc lại với nhau có nghĩa là bạn không biết cách xử lý chúng. Trong khi xác định rõ tâm trạng theo những cảm xúc riêng biệt sẽ thúc đẩy bạn thấu hiểu và khiến con đường phía trước trở nên rõ ràng. Những hành động để khắc phục cảm giác buồn bã nói chung là một quá trình khác xa với những hành động giúp khắc phục cảm giác cô đơn. Bạn cần hiểu rõ chính xác những gì mà bạn đang trải qua. Bộ não của bạn càng linh hoạt hơn trong việc dự đoán hành động nên làm. Thật dễ dàng để khái quát hóa hoặc bỏ qua các cung bậc cảm xúc chi tiết của bạn. Nhưng mọi sự sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bạn chịu khó suy nghĩ và xác định chính xác trạng thái cảm xúc của mình. Trong một nghiên cứu vào năm 2005 của Lisa Feldman Barrett và Michael Rugader, sự cụ thể của cảm xúc có liên quan trực tiếp đến mức độ vững vàng và niềm hạnh phúc của một cá nhân xét theo nghĩa tâm lý. Một bước cần làm để gia tăng vốn từ vựng cảm xúc của bạn là nghiên cứu phổ cảm xúc. Hãy thử nhanh chóng gọi tên càng nhiều cảm xúc càng tốt. Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu từ để mô tả cảm xúc? Ở đây, phổ cảm xúc được thể hiện bằng bông hoa cảm xúc của Robert Fulcher. Mục đích của bông hoa này là cung cấp một phương pháp trực quan để xác định nhiều loại cảm xúc khác nhau và liên hệ tất cả chúng với nhau. Cảm xúc bên ngoài, chẳng hạn như yêu thương, là sự kết hợp giữa hai cảm xúc ở hai cánh hoa bên cạnh nó. Trong trường hợp này là sự vui vẻ và tin tưởng. Tương tự như vậy, kinh sợ là sự kết hợp của ngạc nhiên và sợ hãi. Bằng cách này, bạn có thể quan sát một loạt cảm xúc khác nhau và tự lập ra bản đồ trực quan, thể hiện những cảm xúc tương tự nhau và cảm xúc nào thì dẫn đến những cảm xúc nhất định. Trước khi nhìn thấy bông hoa trên, bạn có thể chỉ gọi tên được 5 loại cảm xúc, nhưng bây giờ bạn có thể thấy sự khác biệt tinh tế và các mức độ ở mỗi cảm xúc. Bạn có thể hình dung ra những hoàn cảnh sẽ tạo ra từng loại cảm xúc phù hợp với những biểu cảm gương mặt tương ứng. Hiểu được sự đa dạng về cảm xúc cũng là những điều cơ bản mà chúng ta trở nên hạnh phúc. Một nghiên cứu của Antonio của Đại học Cornell, chủ trì thực hiện, đã tìm hiểu tác động của cảm xúc đối với sức khỏe. Nghiên cứu cho rằng, hạnh phúc thường được coi là cảm xúc có mối liên hệ chặt chẽ nhất với một cơ thể khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra việc cảm nhận được nhiều loại cảm xúc, điều mà họ gọi là đa dạng cảm xúc, thực sự có thể dẫn đến yếu tố trạng thái sức khỏe tốt hơn. Điều này bao gồm cả cảm xúc tiêu cực. Đây là một lý lẽ mạnh mẽ để khuyến khích chúng ta hiểu các mức độ chi tiết của cảm xúc và làm quen với bông hoa cảm xúc của Fulcher. Ông đã yêu cầu những người tham gia thử nghiệm ghi lại nhật ký cảm xúc của họ trong 30 ngày. Mỗi ngày như vậy, người tham gia phải đánh giá các mức độ mà họ trải qua đối với 16 cảm xúc tích cực. Hạnh phúc, nhiệt tình, quyết tâm, tự hào, được truyền cảm hứng và cảm thấy mạnh mẽ là một vài cảm xúc tích cực.
họ cũng phải ghi lại mọi cảm xúc tiêu cực mà họ đã trải qua, chẳng hạn như buồn bã, tức giận, xấu hổ và tội lỗi. Mức độ đa dạng được đo lường bằng số lượng cảm xúc khác nhau mà mỗi người cảm nhận được, sự phân bổ cảm xúc tổng thể và một số lần cảm xúc xuất hiện. Ông phát hiện ra rằng những người trải qua nhiều loại cảm xúc, bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực, sẽ có khả năng điều tiết cảm xúc, giữ bình tĩnh và kiềm chế không sử dụng rượu như một giải pháp để điều hòa cảm xúc. Ông giải thích điều này bằng cách so sánh cảm xúc với một hệ sinh thái tự nhiên. Hệ sinh thái sẽ lành mạnh hơn khi mỗi loài khác nhau đảm bảo được vai trò, chức năng cụ thể của nó. Nếu bất kỳ loài nào thống trị quá mức, điều đó sẽ phá hủy sự cân bằng và toàn bộ hệ sinh thái. Tương tự, sự đa dạng cảm xúc giúp chúng ta biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và điều chỉnh hành vi của mình, để chúng ta có thể đối phó và thích nghi với mọi tình huống phát sinh. Khi trải qua nhiều cảm xúc cụ thể, điều đó giúp ta học được cách thích ứng tốt hơn là chỉ trải qua một số ít cảm xúc chung chung. Điều này là do những cảm xúc cụ thể cung cấp thông tin phong phú và hữu ích hơn để giúp ta định hướng cách giải quyết của mình và đối mặt với thử thách. Ví dụ, nếu xác định rằng bạn đang cảm thấy nhiều loại cảm xúc như tức giận, xấu hổ và buồn bã, điều này sẽ hữu ích hơn thay vì chỉ nói rằng bạn đang cảm thấy rất tệ. Một từ chung chung không thể cung cấp cho bạn nhiều hiểu biết sâu sắc để giải quyết vấn đề. Bằng cách xác định cụ thể cảm xúc tức giận, bạn có thể đặt câu hỏi là điều gì hoặc ai đã khiến bạn tức giận và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó. Bằng cách xác định rõ cảm giác xấu hổ, bạn có thể nghĩ xem bản thân đã làm điều gì đáng tiếc và liệu có cách nào để loại bỏ cảm giác tội lỗi của bạn đang cảm thấy hay không. Bằng cách xác định cụ thể cảm xúc buồn bã, bạn có thể hiểu rằng bản thân không hề muốn rơi vào trạng thái cảm xúc hiện tại và bạn muốn khắc phục vấn đề. Tất cả những động thái này đều xuất phát từ việc bạn có thể xác định cảm xúc thực sự của mình. Nếu bạn chỉ dừng lại ở việc nghĩ mình cảm thấy rất tệ, bạn có lẽ sẽ không làm gì cả. Hãy xác định đầy đủ các cảm xúc tiêu cực để chuẩn bị tốt hơn. Tóm lại, hãy hòa vào các cung bậc cảm xúc và cảm nhận toàn bộ những khả năng có thể xảy ra. Không chỉ hạnh phúc của bạn mà cả trí thông minh, xã hội của bạn cũng phụ thuộc vào việc này. Mau mở cửa ra, cảnh sát quan điểm đến đây. Mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh về ý thức và điều chỉnh cảm xúc là trở thành thành viên trong đội cảnh sát quan điểm. Giống như nhiều lực lượng cảnh sát khác, bạn sẽ tác động mạnh mẽ lên những người xung quanh. Bạn đã có bao giờ có cảm giác là bạn rất muốn nói cho rõ ràng về một vấn đề gì đó, dù thậm chí là vấn đề ấy có thể không liên quan đến bạn và chắc chắn không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn? Người đang nói kia cũng có thể sẽ không bận tâm quá nhiều, nhưng ta vẫn muốn thể hiện ý kiến của mình và để cho những người khác sáng mắt ra trước sự khôn ngoan của ta, khác biệt hoàn toàn với quan điểm sai trái của họ. Bạn có quan điểm của mình, đó là một thứ không thể bị phản bác và bạn đang thực hiện sứ mệnh giáo dục quần chúng. Vấn đề còn trở nên đáng chán hơn nữa vì việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho bạn hoặc đối thủ của bạn, ngoài trừ việc bạn cảm thấy tự mãn khi đứng trên cơ của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cảm thấy phải mở miệng, cố gắng thuyết phục và cảm khiến người khác phải ngã về phía mình. Chúng ta không thể chịu đựng được ý tưởng rằng ai đó lại tin vào một điều mà chúng ta không tin, đặc biệt nếu điều đó khiến chúng ta có vẻ như một kẻ đã mắc sai lầm. Câu tôi vừa viết chính là nguyên tắc hoạt động của một thành viên chính thức mang thẻ và đeo huy hiệu của đội cảnh sát quan điểm. Một cảnh sát quan điểm sẽ dành thời gian nhiều hơn cần thiết để tranh cãi về những thứ không quan trọng, chỉ vì họ cảm thấy rằng những điều người khác tin hoặc nghĩ khác biệt với họ và cần được chỉnh đốn. Nếu chúng ta thành thật, cái tôi của chúng ta sẽ bị tổn thương khi ta nhận sai hoặc thua cuộc. Vì vậy, chúng ta cảm thấy cần phải gửi lên cảm giác đó ở những người khác. Nếu bạn từng ở gần một kẻ biết tuốt, kẻ luôn cho mình giỏi hơn người khác, hoặc một ai đó liên tục nói câu, thực ra là, vậy thì bạn đã biết cá nhân nào là cảnh sát quan điểm trong cuộc đời của bạn rồi đấy. Nếu không, bạn có thể chính là thành viên của đội cảnh sát quan điểm trong góc nhìn của người khác. Hãy nghĩ khác đi, bạn sai rồi đấy. Dù bạn có nói chuyện với ai, chắc chắn sẽ có những lúc bạn có ý kiến khác với họ. Nếu hội thoại là về một chủ đề mà bạn từng bỏ công tìm hiểu, bạn sẽ dễ dàng trở nên mất bình tĩnh và cố thuyết phục người khác nghe theo bạn. Bạn nghĩ, làm sao mà mọi người có thể nghĩ khác mình được nhỉ? Kết luận đã quá rõ ràng rồi mà. Đây là một sai lầm dễ mắc phải, thường xuyên xảy ra và không nhất thiết đã khiến bạn trở thành thành viên của đội cảnh sát quan điểm. Trên thực tế, vào lúc này, bạn rõ ràng có quyền lựa chọn
chọn để xử lý tình huống một cách bình tĩnh, trên tinh thần đồng cảm, hoặc có thể chuyển sang một hướng đi khác. Nhưng khi lòng nhiệt thành này xuất hiện trong cuộc sống thường nhật về những chủ đề vụn vặt, thì nó lại trở thành một vấn đề. Ví dụ, phần lớn thời gian kiểu tranh cãi này xảy ra ở những nơi như một bình luận dưới các video YouTube hoặc ở các bài blog tin tức. Khi đọc kỹ, các bạn sẽ thấy mọi tranh cãi về những chi tiết cực kỳ li ti và bới lông tìm vết hết ngày này sang ngày khác. Về cơ bản, các cuộc tranh luận diễn ra giữa hai cá nhân không hề muốn nhượng bộ. Ai biết được họ đã dành bao nhiêu thời giờ trong ngày để soạn ra những câu phản bác với người để lại bình luận khó chịu trên YouTube chứ? Họ đang cố gắng đóng vai cảnh sát và kiểm soát quan điểm của nhau. Để thực hiện mục tiêu gì vậy? Ai mà biết được. Nhưng chúng ta hiếm khi làm được điều đó vì lợi ích của người khác. Điều này giúp bạn biết mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu tâm lý hoặc mong muốn của chính bản thân chúng ta. Những khuynh hướng này diễn ra liên tục trong nhiều trường hợp. Nó chỉ liên quan đến những vấn đề rất tầm thường, không quan trọng. Một cảnh sát quan điểm có thể rất giỏi áp đặt quan điểm của họ lên người khác, hoặc ít nhất là ép buộc đối phương phải nghe theo. Nhưng thói quen này sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ đáng ghét trong giao tiếp. Mọi người sẽ tránh xa bạn. Bạn sẽ khiến họ phát chán. Ngay khi nhìn thấy bạn, họ sẽ muốn quay người đi hướng khác. Chọn không đụng vào bạn để phá hỏng một ngày đẹp trời của họ. Ai lại muốn dành thời gian với một người sẽ đánh giá và công kích họ, khiến họ phải e dè và phòng bị kia chứ. Phần lớn tư duy kiểu này xuất phát từ thói quen phán xét người khác, dù không chủ ý, lối suy nghĩ, giải phân rõ trắng đen và quan điểm được ăn cả ngã về không. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bàn về trí thông minh xã hội, bởi vì hành vi này chỉ dẫn tới kết quả ngược lại. Nó không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc của chính bạn. Theo nghiên cứu năm 2015 của DeVoe Wallace và Fauthaver, nó còn khiến bạn dễ bị căng thẳng, lo lắng và thậm chí là trầm cảm. Kate và Whittingham 2010, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về cảm nhận của đối phương khi bạn đóng vai trò là cảnh sát quan điểm, nhưng thực sự cũng không cần các nhà khoa học phải tìm hiểu để xác nhận rằng ta sẽ cảm thấy chán chường và khó chịu như thế nào. Đối với nhiều người, thói quen của cảnh sát quan điểm được sinh ra từ cảm giác bất an nghiêm trọng. Mọi sự kiện đều là cơ hội để bạn chứng tỏ kiến thức và kinh nghiệm của bạn vượt trội hơn người đối diện. Bởi vì nếu không làm như vậy, bạn sẽ bị coi là không đủ giỏi, là một kẻ kém cỏi, phải không? Thay vì nói, chà, có lẽ cậu đúng. Cậu nói cũng có lý, giờ mình nói sang chuyện tiếp theo nhé. Bạn lại phải bảo vệ lập trường của mình và muốn thể hiện phần vượt trội về trí tuệ cũng như không chấp nhận nhún nhường. Nhưng cái giá phải trả là gì? Và cuối cùng, việc này có thực sự quan trọng hay không? Bạn tin rằng hạ thấp người khác là điều rất có lợi ích ư? Hay mục tiêu thực sự của bạn là khiến mọi người xung quanh xa lánh bạn? Do tâm lý liên tục lo lắng, bạn đã vô tình tự giao cho mình công việc tuần tra và bận rộn đánh giá tâm trí, những giả định và quan điểm của người khác. Thật khó chịu khi bản thân bạn phải đón nhận thái độ này, bởi vì bạn sẽ cảm thấy bị công kích và những suy nghĩ trong tâm trí bạn cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Đây là một việc tốn nhiều công sức vô ích, vậy tại sao bạn lại cho rằng khi bạn làm điều đó với người khác, thái độ này sẽ không được hoan nghênh? Nếu bạn cảm thấy cần phải liên tục nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình, thì hành động đó phản ánh nhiều vấn đề về bạn hơn là về những người khác. Trở thành một thành viên của đội cảnh sát quan điểm là hành động phục vụ lợi ích của bạn, chứ không phải vì lợi ích của ai khác. Mặc dù bạn có thể tự thuyết phục bản thân rằng bạn đang tìm cách mang lại lợi ích cho họ bằng kiến thức của mình, một lần nữa chúng ta phải đối mặt với một bản năng khó chịu của chúng ta. Đó là chỉ quanh quẩn sống trong thế giới của mình thay vì thỉnh thoảng bước ra thế giới bên ngoài. Nhà tâm lý học Gareth Henriques đặt ra một loạt danh sách kiểm tra để hạn chế khuynh hướng phán xét điều đó. Và thay vì làm vậy, chúng ta cần tư duy dựa trên sự đồng cảm và thấu hiểu. Tránh xa những khuynh hướng tự nhiên sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi người một cách toàn diện hơn. Liệu bạn có đánh giá một người nào đó chỉ dựa trên một sự việc, một hành động hoặc một hành vi cá biệt? Hay bạn còn suy xét đến cả những điều đã xảy ra trong quá khứ, kinh nghiệm và góc độ nhìn nhận của họ? Liệu bạn có đang đánh giá ai đó chỉ dựa trên những giá trị cá nhân của riêng bạn, mà không nhận ra rằng những niềm tin cơ bản có thể khác xa một trời một vực giữa hai người? Liệu bạn có đang đánh giá hành động của một người đơn thuần là kết quả đến từ tính cách của họ, chứ không do hoàn cảnh cụ thể tác động? Liệu bạn có đang đánh giá trị của toàn bộ con người dựa trên một hành vi duy nhất mà bạn quan sát được?
Một khi đưa ra phán đoán, bạn sẽ ghi lòng tác giả hay bạn sẵn sàng thay đổi góc nhìn khi có thông tin mới? Những đánh giá của bạn được hình thành từ một nguồn cung cấp kiến thức chính xác hay chỉ là những đánh giá sơ sài với thông tin chưa đầy đủ? Ý kiến được các bạn đang đánh giá người khác sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và ít bị những người xung quanh làm phiền hơn. Để dập tắt mong muốn kiểm soát suy nghĩ của người khác, hãy làm theo quy tắc đơn giản như sau. Đừng chia sẻ ý kiến của bạn trừ khi được yêu cầu. Trừ khi ai đó hỏi ý kiến của bạn một cách rõ ràng, đừng cố tranh luận hoặc thuyết phục mọi người. Bạn có thể tham gia nhưng hãy đứng ở vị trí trung lập và đề cao tinh thần thấu hiểu. Không phải mọi cuộc trò chuyện đều phải biến thành một cuộc thảo luận tỏ rõ quan điểm và không phải cuộc thảo luận nào cũng biến thành một cuộc tranh luận. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến vấn đề sở thích và quan điểm. Đây là những thứ hoàn toàn chủ quan. Những điều có vẻ tốt đẹp với bạn lại có thể xấu xa với người khác. Trong môn thể thao mà bạn người khác yêu thích hoặc những chú chó mà họ yêu quý không phải là vấn đề mà bạn nên bàn cãi. Bạn sẽ không thuyết phục được bất kỳ ai thích sô-cô-la nhiều hơn mức độ yêu thích hiện giờ của họ. Và cũng không thể dụ ai đó chuyển sang thưởng thức củ cải đường trong khi họ ghét món này. Vì vậy, sử dụng năng lượng của bạn để cố gắng thuyết phục người khác thực sự là chuyện lãng phí thời gian và cũng là một việc làm cực kỳ khó chịu. Điểm mấu chốt là nếu điều gì đó không ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, nếu điều đó chỉ là chuyện xảy ra một lần, hoặc nếu bạn thậm chí chẳng nhớ gì về chủ đề này sau 5 phút nữa, hãy chống lại tiếng thúc giục của đội cảnh sát quan điểm. Nếu để ý, bạn sẽ thấy khoảng 99% các tình huống bạn nảy sinh mong muốn làm cảnh sát đều rơi vào các trường hợp trên. Hãy khôn ngoan lựa chọn đâu là cuộc chiến bạn cần tham gia và đừng băn khoăn về quan điểm của người khác nữa. Bạn không thể thay đổi chúng và việc cứ cố gắng phải lên tiếng để bộc lộ cảm giác bất an sâu sắc của bạn về những quan điểm của mình. Một người khác thích sô-cô-la không có nghĩa là món vani yêu thích của bạn không có giá trị. Từ bỏ huy hiệu cảnh sát sẽ giúp cho quan điểm của bạn vui vẻ và bớt căng thẳng hơn. Đồng thời, bạn sẽ thấy mối tương quan trực tiếp giữa điều này với chất lượng của các mối quan hệ bạn bè xung quanh mình. Hiện tượng cảnh sát quan điểm thể hiện một góc nhìn phân định trắng đen rõ ràng về thế giới này. Nói một cách khác, bạn chỉ thấy một cách làm đúng và bất cứ điều gì khác biệt với quan điểm đó đều sai. Và cách đúng đó là quan điểm của chính bạn. Quan điểm này cũng xuất phát từ sự bất an trong lòng, rằng bạn cần thể hiện để người khác biết bạn thực sự thông minh và không hề ngu ngốc. Có những điều nên làm và cũng có những điều bắt buộc phải làm, những nhu cầu thiết yếu và những điều mang tính tuyệt đối. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để vận hành thế giới và bạn chắc chắn không nắm được hết toàn bộ những câu trả lời chính xác. Vì vậy, những người khác có thể cảm thấy khá kỳ quặc hay vô lý khi bạn cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên họ. Thói quen trên đặc biệt độc hại vì nó khiến bạn trở nên xa cách với những người xung quanh. Khi bạn bắt gặp những người không phù hợp với khuôn mẫu mà bạn đã định hình về cách thế giới vận hành, bạn sẽ phán xét họ, đôi khi là phán xét ngay trước mặt họ. Bạn sẽ có xu hướng nghĩ rằng mọi người đã sai và đầy thiếu sót, và cách họ phản ứng cũng dễ hiểu thôi. Họ chán chường, khó chịu và cuối cùng là lảng tránh bạn. Tổng kết chương: con người là loài linh trưởng ích long và sống ích kỷ. Chúng ta luôn suy nghĩ về những lợi ích dành cho mình và mặt khác mọi người đều như vậy. Điều đó có nghĩa là ta có xu hướng tìm đến những người cũng quan tâm tới lợi ích của ta, những người có thể ưu tiên chúng ta và gác lại những nhu cầu, mong muốn của riêng họ sang một bên. Bởi vậy, những hành vi như biết lắng nghe, khẳng định người khác, điều chỉnh hành vi xã hội và biết đồng cảm sẽ phát huy tác dụng. Đối với phần lớn chúng ta, những hành vi này không thể tự nhiên xuất hiện. Cũng hợp lý thôi vì chúng ta không thực sự hỗ trợ cho sự sống còn của một cá nhân. Khi chúng ta nghĩ về người khác, điểm bắt đầu là sử dụng thuyết tâm trí. Điều này cho thấy một sự thật đơn giản. Những người khác cũng có những giả thuyết, suy nghĩ, ý kiến và quan điểm của riêng họ. Và chúng có thể hoàn toàn khác so với chúng ta. Khác đến mức dường như vô nghĩa, phi logic hoặc vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, đây là một bước biến chuyển mà chúng ta phải chấp nhận nếu muốn kết nối sâu sắc với những người khác. Nếu không cố gắng hiểu người khác, bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong căn phòng dội âm của chính mình.
Sự tự ý thức và khả năng điều chỉnh đến từ việc tìm hiểu được cảm xúc của chính bạn. Và một phần quan trọng ở đây là hiểu được các mức độ chi tiết của cảm xúc. Chỉ đơn giản là hãy tìm hiểu cảm xúc của bạn một cách cụ thể và chính xác hơn. Buồn là một chuyện, nhưng trải nghiệm đủ các cung bậc thất vọng, chán ghét, mệt mỏi và bi quan lại là một chuyện khác. Buồn không cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào, trong khi những từ miêu tả phía sau lại cung cấp cho bạn một lộ trình khá rõ ràng để giải quyết sự việc. Khi chúng ta có thể luyện tập hiệu quả việc xác định cảm xúc của bản thân, chúng ta cũng nên áp dụng điều đó với những người xung quanh. Cuối cùng, chúng ta phải đảm bảo rằng không gia nhập đội cảnh sát quan điểm. Điều này đi ngược lại với khả năng ý thức và đồng cảm. Lực lượng phiền phức này sẽ xuất hiện để kiểm soát suy nghĩ và ý kiến của bạn, mà không quan tâm đến thực tế rằng đây là những vấn đề của riêng bạn, chứ không liên quan gì tới họ. Họ mới là những người gây tội và đã phán xét bạn, và vì biết cách suy nghĩ theo định hướng rõ trắng đen, trở thành một phần của đội cảnh sát quan điểm không chỉ khiến bạn căng thẳng và lo lắng hơn, mà còn khiến những người xung quanh mất hứng thú với bạn. Chương 6. Thảm họa xã hội. Trong suốt các chương trước của cuốn sách này, chúng ta đã bàn về cách để trở nên thành công về mặt xã hội. Bây giờ đã đến lúc tìm hiểu xem điều gì đó có thể khiến bạn trở thành một thảm họa xã hội. Để có thể tránh được những sai lầm có nguy cơ phá hoại mọi thứ, bạn đã học được từ nãy giờ. Bất kể bạn có cố gắng đến đâu để trở nên thu hút, vẫn tồn tại một số thói quen và đặc điểm có thể khiến tính cách của bạn trở nên khó ưa và khiến mọi người xa lánh bạn. Ngay cả khi bạn có tâm ý tốt đẹp, chương này sẽ cho bạn biết những thói quen và đặc điểm đó là gì, làm thế nào để tránh chúng và đâu là cái giá phải trả nếu tiếp tục duy trì những thói xấu như vậy. Nếu có một thông điệp trấn an mà bạn có thể rút ra sau khi đọc cuốn sách này, thì đó là thành công về mặt xã hội không đòi hỏi bạn phải là người cực kỳ cởi mở, thú vị, hài hước hoặc lôi cuốn. Điều này có nghĩa rằng bạn không cần phải trở thành con cưng của đám đông, cũng không cần phải hành động như một ứng cử viên chính trị đang cố gắng giành phiếu bầu trong mùa vận động tranh cử. Một người là trung tâm của sự chú ý không chắc là một người thông minh về mặt xã hội. Trở thành một người ai ai cũng biết chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một cuộc sống xã hội lành mạnh. Trên thực tế, trí thông minh xã hội thể hiện ở những điều nhỏ nhặt và không mấy hoành tráng. Nó hiển hiện trong những điều tử tế giản dị mà bạn có thể làm cho ai đó. Bạn có thể trở thành một con người có kỹ năng giao tiếp xã hội trên mức trung bình bằng cách làm hai điều mà ai cũng làm được. Cách một là tích cực và háo hức lắng nghe để mọi người thích nói chuyện với bạn. Và cách hai là loại bỏ mọi đặc điểm khó chịu mà bạn đang có để mọi người thích ở gần bạn hơn. Nếu làm được hai điều này, bạn đã sẵn sàng bước tiếp rồi. Đừng che giấu. Như tôi đã nhấn mạnh trước đây, mọi người thích sự chân thật, những điều rõ ràng và đơn giản. Sự chân thật giúp người khác hiểu được bạn một cách tích cực bởi bạn cho phép họ làm như vậy. Mặt khác, nếu che giấu cảm xúc của mình hoặc không rõ thẳng thắn, bạn sẽ khiến người khác phải đề phòng và dựng lên rào cản trong quá trình kết nối. Điều này sẽ giảm tỷ lệ hình thành những mối quan hệ mới và do đó làm giảm thành công xã hội của bạn. Sự chân thật còn đi kèm với nguy cơ dễ bị tổn thương như ta đã nói trước đó. Một người đánh giá cao những cá nhân có thể lột trần tâm hồn mình và chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Tương tự, mọi người muốn cảm thấy rằng họ đang nhìn thấy con người thật của bạn. Họ muốn được nhìn một gương mặt thật, không sử dụng bất kỳ lớp vỏ nào. Trái ngược với trạng thái này, việc luôn cứng nhắc và cảnh giác sẽ không khiến bạn trở nên bí ẩn một cách quyến rũ, mà thay vào đó mọi người sẽ nghi ngờ bạn và luôn đề phòng xem liệu bạn có động cơ thầm kín nào hay không. Các nhà tâm lý học Alison Thekman và Sanjay Srivastava đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó họ đo lường phản ứng của những người tham gia đối với sự ức chế cảm xúc của người khác. Họ đã làm điều này bằng cách quay video mọi người khi cho những người tham gia xem hai cảnh phim, một cảnh gợi dục và một cảnh là đoạn phim buồn. Người xem được hướng dẫn hai cách phản ứng, một là phản ứng tự nhiên, hai là hãy kìm nén cảm xúc của họ. Một nhóm thử nghiệm khác gồm các sinh viên đại học được yêu cầu quan sát những người đang xem phim. Tiếp theo, nhóm thứ hai này được hỏi xem họ sẽ hứng thú ra sao nếu có thể kết bạn với những người đang xem video và họ nghĩ thế nào về tính cách của những tình nguyện viên đang xem phim. Kết quả cho thấy những người xem phim đã kiềm chế phản ứng cảm xúc của họ bị coi là không mấy dễ mến, ít hướng ngoại và ít dễ chịu hơn so với những người đã phản ứng tự nhiên. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này có khả năng liên quan tới nguyên tắc có qua có lại. Theo đó, con người
không theo đuổi được các mối quan hệ thân thiết một cách bừa bãi, họ sẽ có lẽ tìm kiếm những người có khả năng đáp lại các khoản đầu tư của họ. Vì vậy, khi người ta phát hiện một ai đó đang che giấu cảm xúc, họ có thể nghĩ rằng người này không quan tâm đến những điều gắn với việc bộc lộ cảm xúc như là sự thân mật, sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa các cá nhân. Thông tin trên có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là việc bạn thể hiện cảm xúc của mình một cách thành thật và chấp nhận nguy cơ bị tổn thương sẽ khiến bạn trở nên dễ mến hơn. Ví dụ, trong các mối quan hệ lãng mạn, sự thu hút lẫn nhau và việc có cùng sở thích chỉ phát huy tác dụng lúc mới bắt đầu. Khi mối quan hệ nảy nở và phát triển, khi hai bạn đủ thoải mái để cởi mở với nhau, để bớt làm màu và che giấu cảm xúc của mình, thì cảm giác thu hút ban đầu có thể biến thành tình yêu. Những tình bạn sâu sắc cũng giống như vậy. Thành thật và thể hiện cảm xúc thực sự của bạn cũng sẽ khiến người khác thoải mái bộc lộ cảm xúc và mọi người đều cảm thấy tuyệt vời hơn khi được là chính mình. Nếu bạn muốn có được lợi ích từ việc thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng không biết làm thế nào để bộc lộ suy nghĩ một cách tự nhiên, bạn có thể bắt đầu bằng cách tập trung phát triển một vài điều cơ bản và thường không được chú ý nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Ba yếu tố thiết yếu tạo nên sự tương tác giữa con người với con người là các cử chỉ bằng tay, nét mặt và tông giọng. Chúng ta có những khía cạnh định hình những gì bạn đang cố gắng truyền tải. Trên thực tế, những cử chỉ này còn bộc lộ nhiều thông tin hơn những từ ngữ bạn nói ra. Chúng là những yếu tố tinh tế nhưng đồng thời cũng cung cấp không ít điều ý nghĩa. Những yếu tố này cũng là điều mà bạn có thể cải thiện được thường xuyên, thể hiện cảm xúc, cảm giác của bạn một cách trung thực. Khi lập chiến lược sử dụng ba yếu tố trên, bạn hoàn toàn không phải thay đổi những gì mình nói. Bạn có thể trở thành một người giao tiếp biểu cảm hơn bằng cách thuần thục ngôn ngữ cơ thể và sử dụng giọng điệu một cách dễ chịu và phù hợp. Điều này nói lên rằng để mọi người có cái nhìn bản chất thân mật bên trong của bạn, bạn phải hành động để mọi người tin tưởng và yêu thích bạn hơn. Đừng quá tử tế. Không thể không nhấn mạnh rằng cách bạn đối xử với người khác đóng một vai trò quan trọng trong cách họ đối xử lại với bạn. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Mọi người thích được đối xử tôn trọng và tử tế. Tuy nhiên, một điều ít rõ ràng hơn một chút là việc đối quá tốt với mọi người cũng thực sự ảnh hưởng tới mức độ dễ mến của bạn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington vào năm 2010 đã tiến hành một thử nghiệm để xem xét cảm nhận của mọi người về người khác đối xử với họ quá tốt. Sinh viên đại học tham gia một trò chơi, trong đó họ được cho điểm. Họ có thể bỏ không dùng các điểm này hoặc dùng chúng để đổi lấy phiếu ăn. Những người tham gia được chia thành các nhóm 5 người và họ được thông báo rằng mỗi cá nhân bỏ không lấy điểm sẽ làm tăng tỷ lệ thắng giải thưởng tiền mặt cho cả nhóm của họ. Các tình nguyện viên không hề biết thực tế có 4 trong 5 thành viên của mỗi nhóm là các diễn viên. Nhiều người trong số họ được hướng dẫn từ bỏ hoặc nhiều điểm và chỉ đổi lấy một ít phiếu ăn. Thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia thực sự không thích ở trong một nhóm với những người đồng đội quá tốt này, bởi sự quên mình của những người đồng đội đó sẽ khiến họ cảm thấy bản thân thật là tồi tệ, hoặc sẽ nghi ngờ những người đồng đội tốt đẹp kia đang có động cơ thầm kín nào đó. Có thể là họ mong được chia phần cao hơn trong nhóm khi nhận tiền thưởng là tiền mặt. Áp dụng những gì chúng ta học được từ trò chơi này vào cuộc sống thực, bạn có thể nhận ra rằng đừng trở thành một người luôn cố gắng làm việc tốt cho người khác. Đôi khi từ chối giúp đỡ là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đây thực ra là một việc làm lành mạnh, miễn là bạn giải thích chính xác lý do tại sao bạn không thể cam kết, ngay cả khi lời giải thích đó là vì bạn muốn dành thời gian và năng lượng của mình để làm những công việc khác. Rõ ràng điều này không có nghĩa là bạn nên thô lỗ hoặc hạ thấp người khác. Nói lời từ chối không biến bạn thành một người xấu. Đây là hành động đúng đắn với điều kiện bạn có thể giải thích một cách dễ nghe rằng thời gian là quý giá đối với bạn và mọi sự sẽ tốt đẹp khi bạn làm một việc khác. Nếu bạn hành xử quá tử tế, bạn sẽ trở nên vô cùng đáng nghi trong mắt người khác và họ sẽ phản ứng bằng cách đề cao cảnh giác. Người ta vẫn nói, miệng nam mô, bụng một bộ dao găm. Kết quả là mọi người thà tránh xa bạn, còn có thể mắc nợ bạn, còn bạn sẽ bị bỏ rơi trong cô quạnh. Bạn có thể để cho qua đi cảm xúc và khiến chính trạng thái cảm xúc của bạn bị tổn thương, thiệt hại.
mục đích lớn nhất là tìm ra sự cân bằng, lành mạnh giữa sự quyết đoán và sự ân cần. Bạn hãy thường xuyên ưu tiên nhu cầu và mong muốn của bản thân hơn những nhu cầu của người khác. Thay vì làm ngược lại, bằng cách đối xử tốt với bản thân, bạn giúp chính mình có thể đối đãi tốt hơn với mọi người một cách hợp lý. Khi bạn quá tử tế, bạn tưởng rằng người khác sẽ nghĩ bạn là một người hào phóng và không vị kỷ. Nhưng thực tế là bạn lại thường khiến cảm giác của họ bị khó chịu, nghi ngờ và lo lắng. Tất nhiên, dù nói vậy, bạn cũng không nên từ bỏ việc hoàn toàn cư xử tử tế với người khác. Đó không phải là vấn đề tôi muốn nói. Bạn chỉ cần ghi nhớ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn ý thức được cách người ta nhìn nhận các hành động tử tế của bạn. Hãy điều chỉnh để chủ động giảm bớt cảm giác khó chịu của mọi người khi bạn đối tốt với họ. Bạn chỉ có thể làm điều đó bằng cách cư xử tốt đẹp một cách vừa phải và hợp lý cho tất cả các bên. Ví dụ, nếu bạn có một người bạn cần di chuyển từ đầu này tới đầu kia thành phố và bạn muốn làm một người bạn tử tế bằng cách lái xe chở họ đi, tâm ý của bạn có thể khiến đối phương cảm thấy tội lỗi vì đã sống như một kẻ ăn bám. Hành động đó sẽ đặt ra nhiều nghi ngại hơn là cảm giác tích cực. Thay vì thế, bạn có thể nói rằng việc làm này không gây phiền cho bạn chút nào, vì dù sao thì bạn cũng định tới khu ấy để làm chút việc. Và bạn có thể tiện đường chở người kia đi. Bạn nên nhớ rằng mọi người luôn có một giả định là không có gì trong cuộc sống, dù hành động đó đi đến từ một người tử tế là miễn phí. Vì vậy, khi bạn hành xử tốt bụng, hãy đưa ra lời giải thích tại sao sự ân cần của bạn không hề miễn phí, tức là nó cũng giúp ích cho bạn theo một cách nào đó, ngay cả khi nó là miễn phí thật. Với nhiều độc giả đang đọc cuốn sách này, có thể bạn cần phải suy nghĩ thêm về câu hỏi liệu bạn có đang quá tốt bụng hay không. Đây là một bài tập thực hành lành mạnh để bạn thỉnh thoảng tự đánh giá, từ đó chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Bây giờ, nếu bạn không ngừng cố gắng hết mình vì người khác và đôi khi cảm thấy tức giận, thất vọng hoặc khó chịu vì mọi người không đối tốt ngược lại với bạn, thì rất có thể có điều gì đó không ổn ở đây. Có thể là bạn có cảm nhận không thực sự ổn về ranh giới giữa các cá nhân, hoặc thậm chí tệ hơn, hành động của bạn thực ra không dựa trên lòng tốt chân thành, ngay cả khi bạn nghĩ như vậy. Có một hiện tượng đang trở nên rất phổ biến trong xã hội hiện nay, đó là mọi người sử dụng sự tử tế như là một công cụ thao túng để khiến người khác thích họ, hoặc khiến người khác mắc nợ họ. Trong trường hợp này, nhiều kẻ thao túng thậm chí không nhận ra rằng mình đang làm gì. Nếu kẻ thao túng đó chính là bạn, hãy ý thức rõ hơn về thói quen này. Việc thay đổi thói quen ấy có thể biến bạn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Chìa khóa thực sự ở đây là đặt bản thân thành ưu tiên số 1 và đảm bảo sức khỏe tinh thần của bạn, cũng như chăm sóc tất cả các nhu cầu của bạn trước khi hy sinh để đáp ứng nhu cầu của người khác. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng những sự hỗ trợ và ưu ái mà bạn dành cho người khác xuất phát từ mong muốn chân thành là có thể đem lại lợi ích cho họ, chứ không phải vì những động cơ thầm kín nào đó. Một hình ảnh ví dụ sống động là thông tin hướng dẫn mà bạn tiếp viên hàng không vẫn nói với khách hàng trước khi cất cánh. Trong trường hợp khẩn cấp, hành khách cần đeo mặt nạ dưỡng khí của mình trước khi giúp đỡ người khác. Bạn có thể trở thành một người thành công về mặt xã hội bằng cách hỗ trợ và giúp đỡ người khác, nhưng miễn là trước đó bạn quan tâm đến chính mình. Đừng tránh ánh mắt của tôi. Chắc chắn bạn đã nhiều lần nghe nói rằng giao tiếp bằng mắt là yếu tố quan trọng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bạn có thể đánh giá được nhân cách đạo đức của ai đó bằng cách nhìn thẳng vào mắt của họ. Anh ta sẽ không nhìn thẳng vào mắt của bạn mà nói dối được, đại loại như thế. Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên trong vấn đề hẹn hò, phỏng vấn tuyển dụng, bán hàng hoặc đơn giản là kết bạn, việc duy trì giao tiếp bằng mắt sẽ thường xuyên là điểm mấu chốt được nhắc tới. Chúng ta tin rằng đôi mắt truyền tải cảm xúc và sự đồng cảm, và chúng ta thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc này từ người khác khi hai bên khóa mắt. Trong xã hội, chúng ta đề cao tác động của giao tiếp bằng mắt và ý nghĩa của cử chỉ này đối với lòng tin tưởng. Nếu ai đó từ chối giao tiếp bằng mắt hoặc ngược lại, duy trì giao tiếp bằng mắt quá lâu, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và có ấn tượng tiêu cực về người đó. Những người không giao tiếp bằng mắt được coi là không đáng tin cậy hoặc giả dối. Giả định lâu đời này sẽ bị bác bỏ nhiều lần. Gần đây nhất vào năm 2012, trong nghiên cứu của Wiseman và Watt, theo đó họ không tìm thấy mối tương quan giữa giao tiếp bằng mắt và sự lừa dối, mà thay vào đó có nhiều sự liên quan giữa cử chỉ tay và sự lừa dối. Vì vậy, mặc dù việc thấu hiểu giao tiếp bằng mắt không thực hiện nói lên điều gì về một ai đó,
nhưng người đối diện vẫn có thể đưa ra những giả định tệ hại nếu bạn không nhìn vào mắt của họ. Mặt khác, chúng ta sẽ đưa ra nhiều giả định tích cực về những người tích cực giao tiếp bằng mắt. Làm như vậy chắc chắn có thể cải thiện nhận thức của mọi người về bạn. Nói chung, những người giao tiếp bằng mắt được coi là vị trí cao hơn và giàu sức mạnh hơn, nồng ấm và duyên dáng hơn, hấp dẫn và dễ mến hơn, có trình độ, kỹ năng và giàu giá trị hơn, đáng tin cậy, trung thực và chân thành hơn, đồng thời cũng tự tin và ổn định hơn về mặt cảm xúc. Nói cách khác, giao tiếp bằng mắt đem lại ấn tượng tốt về tất cả các đặc điểm liên quan đến thành công xã hội. Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến việc giao tiếp bằng mắt, hoặc thiếu giao tiếp bằng mắt đến thế? Có phải chỉ vì từ nhỏ chúng ta đã được bảo rằng hãy nhìn thẳng vào mắt mọi người và bắt tay họ thật chặt? Tất nhiên, những điều tưởng chừng chỉ là những lời khuyên lỗi thời từ một thế hệ xưa cũ, hóa ra lại được xác nhận bởi những điều khoa học. Năm 1978, trong nghiên cứu có tên Những tác động của giao tiếp bằng mắt và địa vị xã hội đối với nhận thức về các ứng viên trong tình huống phỏng vấn tuyển dụng, Tedler và Susskind nhận thấy rằng chúng ta có xu hướng đưa ra các giả định tích cực hoặc tiêu cực dựa trên mức độ mà ai đó nhìn vào mắt của chúng ta. Càng nhìn nhiều thì càng được đánh giá tốt hơn. Năm 2001, trong nghiên cứu về việc đánh giá trí thông minh của sự tương tác của xã hội, Mufai và Hare nhận thấy rằng chúng ta thường coi những người thường xuyên giao tiếp bằng mắt là các cá nhân thông minh, tận tâm và chân thành hơn. Vào năm 2016, trong nghiên cứu Ánh nhìn trực tiếp của diễn giả củng cố niềm tin vào những tuyên bố mơ hồ, Kreiser và Kaletler nhận thấy rằng giao tiếp bằng mắt nhiều hơn sẽ tăng cường cảm giác tin cậy và sự chân thành. Bạn có thể biết kết quả của những nghiên cứu, cho dù chúng đại diện cho sự thật hay mới chỉ là giả định. Ta cũng cần đảm bảo là mình không đi ngược hướng với những nghiên cứu đó. Khi chúng ta ngày càng bị cuốn vào cuộc chiến tranh dành sự chú ý, giữa một bên là điện thoại thông minh và bên còn lại là những người thực sự trò chuyện với ta trong đời thực. Khả năng giao tiếp bằng mắt đã trở thành một công cụ đặc biệt mạnh mẽ. Khi có thể giao tiếp bằng mắt để cho ai đó thấy rằng bạn dành trọn sự chú ý cho họ, bạn có thể giành lấy thiện cảm của họ và nâng cao cái nhìn của họ về bạn. Không cần phải thuyết phục bạn thêm vai trò và của giao tiếp bằng mắt đối với việc gây ấn tượng, niềm tin nữa. Nhưng có một câu hỏi lớn khi giao tiếp bằng mắt chúng ta nên giao tiếp là như thế nào? Chúng ta không thể cứ nhìn chằm chằm vào mắt ai đó và cố gắng đọc thấu tâm hồn của họ. Điều đó vô cùng khó chịu và khiến đối phương bồn chồn. Trên thực tế, giao tiếp bằng mắt đã được chứng minh là hành động tiêu tốn một lượng đáng kể sức mạnh trí não và sức tập trung của chúng ta. Một nghiên cứu tại Nhật Bản vào năm 2016 của Kajimura và Nomura đã chỉ ra rằng giao tiếp bằng mắt sử dụng một phần đáng kể các nguồn lực nhận thức của chúng ta và ta rất khó thực hiện các hành động khác, ngay cả việc nói chuyện trong tập trung giao tiếp bằng mắt. Nếu điều này đúng với bản thân của ta, thì nó cũng đúng với người đối diện. Giao tiếp bằng mắt liên tục gây ra cảm giác không thoải mái và làm nảy sinh một kiểu căng thẳng đặc biệt. Đây có lẽ là lý do tại sao chúng ta lại cảm thấy cần phải ngắt giao tiếp bằng mắt khi cần lục lại trí nhớ để tìm kiếm điều gì đó, hoặc khi ta cần giải thích một điều phức tạp, hãy để mọi người nghỉ ngơi. Trên thực tế, vào năm 2006, trong một bài viết có tiêu đề Giúp trẻ suy nghĩ, né tránh ánh mắt và dạy dỗ của Pep và Doherty Sneddon, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ được yêu cầu nhìn đi chỗ khác, trong khi suy nghĩ là giải quyết vấn đề sẽ có hiệu suất làm việc tăng 20%. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cải thiện giao tiếp bằng mắt để tạo niềm tin cậy? Câu trả lời phải bắt nguồn từ bằng chứng khoa học, đó là mọi người thấy không thoải mái khi giao tiếp bằng mắt liên tục, nhưng họ sẽ nghĩ bạn là một kẻ mờ ám nếu bạn không nhìn vào mắt của họ đủ lâu. Đâu là lằn ranh mong giới giúp bạn tạo ra ấn tượng tốt để được yêu mến? Vào năm 2016, Binetti và Hansen đã tìm hiểu đâu là thời gian giao tiếp bằng mắt trung bình để tạo được thiện cảm. Họ thấy rằng thời gian trung bình hợp lý chỉ là 3 giây trước khi ngắt, ánh mắt nhìn và kết nối lại sau đó. Hầu hết mọi người thích nhìn vào mắt đối phương từ 2 đến 5 giây và không thích nhìn ánh mắt chỉ kéo dài dưới 1 giây hoặc lâu hơn 9 giây. Lằn ranh giới mỏng manh khi giao tiếp bằng mắt có vẻ là 3 giây một lần. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ được coi là người đáng tin cậy. Giao tiếp bằng mắt lâu hơn chưa chắc đã tốt hơn, thậm chí còn có tác dụng ngược lại.
Trong nghiên cứu giao tiếp bằng mắt, khoảng cách và sự gắn kết vào năm 1975, Aguilar và Dean đã quan sát thấy rằng mọi người có xu hướng duy trì giao tiếp bằng mắt khoảng 40-60% thời gian trò chuyện, và chúng ta nên cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt trong 80% thời gian. Dựa trên nghiên cứu này, tôi được đưa ra các hướng dẫn riêng của mình. Khi ta nói hãy giao tiếp bằng mắt 50% thời gian và tăng lên thành 75%, khi ta là người lắng nghe, khi bạn nói bạn muốn người khác có thể chú ý đến bạn, nhưng bạn cũng muốn đảm bảo rằng mình không tạo ấn tượng như đang che giấu điều gì đó hoặc cảm thấy không thoải mái. Khi lắng nghe, bạn muốn bất cứ ai đang nói cũng cảm thấy rằng bạn đang quan tâm, nhưng bạn không cần nhìn chằm chằm vào họ và khiến họ sởn gai ốc, miễn là duy trì tỷ lệ từ 50 đến 75% khi nói chuyện và lắng nghe. Bạn sẽ tận dụng được tối đa công cụ giao tiếp bằng mắt và tạo ra những tác động mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Hãy hiểu được sự khác biệt giữa nhìn chăm chú và nhìn chằm chằm, bởi người đối diện có thể cảm thấy kỳ quặc hoặc gai người nếu sự giao tiếp bằng mắt của bạn quá mãnh liệt hoặc không phù hợp trong những tình huống nhất định. Bạn nên kết hợp giao tiếp bằng mắt với các cử chỉ, biểu cảm và tông giọng thể hiện không khí ấm áp và hòa đồng, khá giống những gì ta đã thảo luận trước đây. Ngoài ra, hãy học cách trở nên thư giãn. Việc duy trì tiếp xúc bằng mắt ban đầu có thể đòi hỏi bạn phải chống lại bản năng của mình, nhưng đó là một phần quan trọng của quá trình giao tiếp xã hội. Vì vậy, bạn nên học cách vượt qua thói quen né tránh ánh nhìn của ai đó nếu đây là cách hành xử thông thường của bạn. Đừng cố tỏ ra ngầu. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến bản thân của mình ở mức độ nào đó. Một số người quan tâm nhiều hơn những người khác trong giao tiếp xã hội. Có ý thức về điều này có thể tạo ra nhiều khác biệt về mức độ dễ mến của chúng ta và khiến người khác có mong muốn phát triển mối quan hệ với ta hay không. Cách thức đầu tiên để tối ưu hóa ý thức này là lắng nghe người đối diện kể những câu chuyện về bản thân của họ và thể hiện sự quan tâm đến những lời nói của họ để đáp ứng mong muốn được giải bày của họ. Điều này khiến đối phương cảm thấy cuộc trò chuyện thật là thú vị và cũng giúp họ nhận được sự khẳng định từ xã hội, qua đó giúp họ cảm thấy vui vẻ khi chia sẻ suy nghĩ với bạn. Đó chính xác cũng là những gì bạn muốn. Hãy trao cho họ sự chú ý của bạn và khuyến khích họ mở lòng để họ tự tin vào bản thân cũng như tin tưởng vào bạn. Về phía bạn, đây là cơ hội để tự đánh giá xem bạn là người đối diện có hợp nhau hay không. Tất nhiên, đây cũng là những điều ta mong đợi từ một cuộc hội thoại. Chúng ta muốn được khoe khoang, trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu và nói về bản thân mình. Thông thường, chúng ta thậm chí còn muốn tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ về bản thân và đảm bảo rằng mọi người biết đến những khía cạnh tài năng hoặc những thành tích nhất định. Nhưng có một ranh giới mỏng manh có thể biến sự thể hiện bản thân này sang một thứ gì đó tiêu cực. Những người hay khoe khoang thường không nhận ra rằng họ đang khiến người khác có ấn tượng là họ đang có vẻ quá đà để bù đắp cho một thiếu sót nào đó, và có vẻ như họ rất là dễ bị tổn thương. Điều này khiến việc gắn kết với họ trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, khoe mẽ sẽ tạo ra cảm giác rằng bạn đang cố gắng che đậy con người thật của mình. Đó là một sự thiếu tự tin mà nhiều người nhìn thấu. Những người hay khoe khoang cũng có xu hướng nhạy cảm với những lời chỉ trích và trở nên đề phòng quá mức. Điều này chỉ làm tăng thêm sự khó chịu ở những người xung quanh. Nhìn chung, những kẻ khoe khoang luôn có xu hướng giả tạo, điều mà mọi người sẽ lập tức đánh hơi được từ xa. Những kết luận trên đã được chứng minh hết lần này đến lần khác. Vào năm 2016, một nhà nghiên cứu Irene yêu cầu 131 người lao động trên nền tảng Amazon hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn, trong đó họ nhớ lại khoảng thời gian mà họ đã khoe khoang về điều gì đó hoặc có người khác khoe khoang điều gì đó với họ. Sau đó, người tham gia được yêu cầu mô tả cảm xúc của chính mình và họ nghĩ cảm xúc của người đối diện khi ấy là gì. Những người từng khoe khoang về bản thân đã đánh giá quá cao độ vui vẻ và tự hào của người nghe, trong khi đánh giá thấp về mức độ họ nghe khiến cho người khác khó chịu về câu chuyện khoe khoang của mình. Điều còn đáng nói hơn nữa là cả người tiếp nhận lẫn những người nói về bản thân đều gặp khó khăn trong việc tưởng tượng họ sẽ cảm thấy thế nào nếu vai trò của họ bị đảo ngược. Nhà tâm lý học Susan tại Đại học Massachusetts Amherst đã lưu ý 4 dấu hiệu chính của một kẻ ưa khoe mẽ. Họ cố ý làm bạn cảm thấy không tự tin về bản thân để khiến bản thân họ thấy rằng họ đủ giỏi giang. Họ cần phô diễn thành tích của mình để khiến bản thân họ thấy mình đủ tốt đẹp.
họ khiêm tốn quá mức để nâng cao hình ảnh của họ trong mắt người khác và để bản thân họ cảm thấy mình tốt đẹp theo một cách kín đáo. Họ phàn nàn rằng mọi thứ không đủ tốt để nâng cao hình ảnh của họ trong mắt mọi người và để bản thân họ cảm thấy mình tốt đẹp theo một cách công khai. Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ được người khác nhìn nhận tích cực hơn khi bạn nỗ lực lắng nghe nhiều hơn và thể hiện sự quan tâm thực lòng đến lời nói của người khác. Thỉnh thoảng tự khen bản thân cũng không có hại gì, mọi người đều cần điều đó, bao gồm cả bạn. Nhưng nếu bạn liên tục ba hoa về bản thân, điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, ngăn cản bạn đạt được những thành công to lớn trong xã hội. Cuối cùng, khoe mẽ chỉ cho thấy bạn là một người không tự tin và không thành thực. Hầu hết mọi người đều đã có quá nhiều mối quan tâm rồi. Ngoài việc nói quá nhiều và không để người khác nói câu chuyện của họ, còn có một số điều mà bạn nên cố gắng tránh không phát ngôn. Vào năm 2017, Janina Stamets đã nghiên cứu về chủ đề những kẻ khó ưa, không biết quản lý ấn tượng mà họ tạo ra. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều người trong chúng ta cố tình thực hiện một số hành động khiến ta trông giống như một kẻ xấu tính do lầm tưởng rằng hành vi đó khiến ta ngầu hơn. Tức là những hành vi mà ta cho là tốt nhất có thể lại là điều biến ta trở thành một kẻ khốn trong mắt của người khác. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ xem xét 4 hành vi điển hình của những kẻ khó ưa và cách để tránh những hành vi đó. Những lời khen giả dối. Những lời khen giả dối có vẻ như là những từ ngữ khen ngợi người khác, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc của sự lăng mạ. Một lời khen giả dối điển hình là: tôi ngưỡng mộ sự tự tin của bạn thật đấy, tôi sẽ không bao giờ có thể ra ngoài với bộ dạng như vậy đâu. Điều trên ngụ ý rằng cách lựa chọn quần áo hoặc cách chải chuốt của người đối diện thật tồi tệ và sự tự tin là lý do duy nhất khiến anh ta sẵn sàng khoác lên người vẻ ngoài ngu ngốc. Sự xúc phạm này, giống như nhiều lời khen giả dối, cũng là một nỗ lực để nâng tầm người phát ngôn, rằng họ sẽ không bao giờ ăn mặc như vậy vì phong cách của họ có gu hơn bạn nhiều. Có vẻ như mọi người nghĩ rằng việc đưa ra những lời khen giả dối là một cách để cải thiện địa vị xã hội của bản thân. Vì họ nghĩ là khi đưa ra những tuyên bố như vậy, họ đang ẩn ý về sự vượt trội của họ. Nhưng không mấy ai nghe những lời khen như thế mà lại cảm thấy ngưỡng mộ người nói. Hầu hết mọi người đều hiểu hết ý nghĩa thực sự của những lời khen giả dối. Chúng chính là những lời lăng mạ và hầu hết mọi người sẽ không có thiện cảm với những người xúc phạm người khác để thu hút lợi ích của bản thân mình. Mẹo cần nhớ ở đây là hãy luôn nghĩ xem liệu những gì bạn nói có nguy cơ bị hiểu là một lời xúc phạm hay không. Nếu bạn buộc miệng nói ra điều gì đó không phải phép, hãy xin lỗi và diễn đạt theo cách tốt nhất. Việc thừa nhận mình mắc sai lầm thường là đủ để bạn xóa bỏ những lời lỡ lời, đồng thời giúp bạn không trở thành một kẻ khốn trong mắt của người khác. Tỏ vẻ khiêm tốn. Một người tỏ vẻ khiêm tốn thường lý giải một thành tích hoặc may mắn của mình bằng lời phàn nàn hoặc một lời nhận xét thiếu tự tin về bản thân. Tỏ vẻ khiêm tốn nói chung là một nỗ lực để tránh sự khoe khoang, nhưng vẫn thu hút mọi người chú ý tới bạn. Điều này nghe có vẻ tốt vì khoe khoang có thể khiến bạn trông đầy tự mãn. Nhưng một người tỏ ra khiêm tốn thực chất cũng đang khoe khoang dưới một lớp vỏ ngoài tiêu cực. Thậm chí hành động như thế còn làm tăng thêm lớp vỏ không thành thật, khiến mọi người càng không thích kẻ tỏ vẻ khiêm tốn. Những điều trên cho thấy rằng, tốt hơn hết khi bạn muốn nói về một thành công thì hãy cứ nói một cách trung thực. Đừng nói, tôi cứ nhầm lẫn vốn tiếng Tây Ban Nha với vốn tiếng Pháp của mình. Tại sao tôi lại gốc như vậy chứ? Thay vào đó, hãy thừa nhận rằng bạn giỏi về ngôn ngữ và bỏ qua màn khiêm tốn giả tạo đó đi. Hãy nói, tôi đang học một loại ngôn ngữ thứ ba. Đó là việc rất là khó khăn, nhưng tôi nghĩ công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Đôi khi không có gì là sai khi ta tự hào về bản thân của mình. Miễn là không thường xuyên khoe khoang quá đà, bạn sẽ thấy rất là nhiều người vui vẻ chúc mừng và chia vui với bạn. Mặt khác, khi mọi người cảm thấy bạn đang cố tình lừa dối họ hoặc thậm chí cố thao túng họ bằng cách giả bộ khiêm tốn, các vấn đề sẽ phát sinh. Vào năm 2018, Gino Cesar đã nêu rõ 2 loại khiêm tốn giả tạo, một là dựa trên một lời phàn nàn, 2 là dựa trên một lời tự chê. Cả 2 cách này chẳng có tác dụng gì tốt đẹp. Trích dẫn sau đây trong tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jean Austen chứng tỏ rằng chiến thuật ra vẻ khiêm tốn đã có từ lâu đời. Không gì lừa lọc hơn vỏ ngoài của sự khiêm tốn, đó thường chỉ là một quan điểm cẩu thả và đôi khi là một kiểu khoe khoang gián tiếp. Đạo đức giả, chỉ trích những người hành động khác bạn là cách dễ ghi điểm với những người cùng chí hướng với bạn. Hành động này thể hiện các giá trị mà bạn đề cao và sự đánh giá của bạn.
bằng cách tạo ra sự tương phản giữa bạn và người khác. Tuy nhiên, khi bạn chỉ trích người khác là một điều mà bạn ngụ ý là bạn không làm, trong khi bạn thực sự vẫn tham gia vào các hoạt động tương tự, vấn đề sẽ xuất hiện. Đây là một hành động đạo đức giả. Bạn chỉ trích hành động của người khác để cố nâng cao vị thế xã hội, nhưng chính bạn cũng làm điều y hệt như thế. Việc làm này có thể hiệu quả nếu bạn không bị phát hiện, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn nếu người khác biết bạn đã nói dối. Ví dụ, bạn tốt nhất không nên thuyết giảng về tầm quan trọng của việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh trong khi bạn đang thưởng thức một cốc kem hoa quả. Thay vào đó, hãy bỏ món kem đi và lên tiếng thuyết giảng trong khi ăn một quả táo cho bữa ăn nhẹ. Bằng cách đó, bạn có thể truyền cảm hứng nhiều hơn cho người khác và tránh bị phán xét là một kẻ đạo đức giả. Nói tóm lại, một kẻ đạo đức giả không chỉ là một kẻ khốn, mà còn là một kẻ khốn lừa lọc, chẳng có chút ý thức nào về bản thân của mình. Kiêu ngạo. Cảm giác thật là tuyệt vời khi chỉ ra được bạn giỏi hơn những người khác. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, mọi người vẫn sẽ chú ý ngay đến khả năng vượt trội của một người, ngay cả khi cá nhân tài năng đó không mở miệng nói một lời. Kiêu ngạo là khi thay vì tỏ vẻ khiêm tốn, ta trực tiếp khẳng định về năng lực của bản thân, nhưng lại khẳng định theo một cách không mấy dễ chịu đối với số đông của mọi người. Khi bạn nói vốn từ của tôi phong phú hơn phần lớn các bạn, người nghe sẽ cảm thấy bị coi thường vì không có lượng kiến thức tương tự và họ sẽ đánh giá bạn như một kẻ kiêu ngạo. Đối với những lỗi lầm trên đây, nói tóm lại, mọi người có thể nhìn thấu bạn dễ dàng hơn bạn nghĩ. Nếu bạn cố gắng khiến mọi người hành xử theo một cách nào đó, bạn sẽ nhận ra được bạn đang cố thao túng và định hướng họ. Bằng cách này hay cách khác, những điều không nên làm mà chúng tôi đã đề cập có thể là một thói quen hoặc hành vi xấu chứ không phải là một nỗ lực thao túng người khác có chủ ý. Và như chúng ta đã biết, các thói quen này rất khó mất đi. Đôi khi bước đầu tiên để trở nên thành công trong bất cứ lĩnh vực gì chỉ đơn giản là giảm bớt hoặc loại bỏ những thói quen xấu mà bạn từng mắc phải để khi còn thiếu thốn kiến thức và kinh nghiệm. Khi còn nhỏ, bạn có thể đã gặp rắc rối mỗi khi quá xúc động. Vì vậy, bây giờ bạn luôn nén chặt cảm xúc trong lòng và khá thờ ơ với mọi sự. Tương tự như vậy, bạn có thể đã học được trong thời thơ ấu của mình rằng cách tốt nhất để đạt được những điều mà mình muốn ở độ tuổi dễ bị tổn thương là phải trở nên cực kỳ tử tế và sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Một điều nữa, nhiều người đơn giản là rất khó giao tiếp bằng mắt đủ lâu để tạo ra hiệu ứng tích cực, đặc biệt là những người có xu hướng nhút nhát. Cho dù những thói quen xấu của bạn có thể là gì, hãy chấp nhận rằng bạn đúng là có những thói quen xấu và bạn sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện trong tương lai. Nếu bạn gặp khó khăn khi biểu lộ cảm xúc, hãy cố gắng chú ý tới những khoảnh khắc mà bạn dâng tràn cảm xúc mạnh mẽ và hãy cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc đó ra. Ngay cả khi không có ai xung quanh để ý tới bạn, hãy thả lỏng hơn cảm xúc của mình để bạn có thể bắt đầu thể hiện cảm xúc nhiều hơn trong một tình huống xã hội thực tế. Nếu bạn luôn tỏ ra quá tử tế và luôn hỗ trợ người khác, thỉnh thoảng hãy tập nói không và có lẽ bạn sẽ nhận ra mọi người cũng sẽ không nhìn nhận bạn tệ hơn dù bạn ưu tiên bản thân của mình trước. Ngược lại, họ thực chất sẽ tôn trọng bạn hơn. Và nếu việc giao tiếp bằng mắt với người lạ hoặc thậm chí với bạn bè là một khó khăn đối với bạn, thì bạn chỉ cần cố duy trì ánh nhìn của mọi người, mỗi lần cố nhìn lâu hơn một chút, cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với việc này, bạn có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt về khía cạnh thành công xã hội bằng cách giảm bớt những thói quen và đặc điểm khó chịu mà bạn đang có. Đây thường là cách tốt nhất để chúng ta bắt đầu. Tổng kết chương, bạn đã bao giờ cảm giác rằng có những điều tưởng như ai cũng biết, thực ra lại không phổ biến đến thế? Khi đọc hết chương này, đó có thể là suy nghĩ động lại trong tâm trí của bạn. Bạn có thể thấy là việc tránh những thói quen xấu trên đây nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng tại sao hầu hết mọi người lại không làm được như vậy? Đây chính là những thói quen đặc điểm tạo ra sự khác biệt giữa thảm họa xã hội và trí thông minh xã hội. Đừng che giấu cảm xúc của bạn, điều đó khiến người khác nghĩ bạn có vẻ không trung thực và làm mọi người khó chịu. Đừng quá tử tế, một lần nữa điều đó khiến bạn có vẻ không trung thực và mọi người sẽ nghi ngờ rằng bạn đang gián tiếp nói dối họ một cách rất tinh vi. Đừng né tránh giao tiếp bằng mắt, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang che giấu điều gì đó hoặc có thể đang nói dối họ. Đừng cố tỏ ra là mình thật ngầu, kể lể nhiều về bản thân gần như lúc nào cũng là một hành động tai hại, đặc biệt là thói giả vờ khiêm tốn. Ngoài ra, tính ngạo mạn, đạo đức giả và những lời khen giả tạo cũng làm cho những sai lầm cơ bản trong giao tiếp xã hội.